Hello tất cả mọi người, hôm nay Bì Thư nhà em về nha. Bì Thư hàng F1 về nha mọi người nha. Đây, bây giờ mới cập bến nha. Mới cập bến nha mọi người nha, Bì Thư này. Bì Thư cháy hàng phải đến 10 ngày nay. Hôm nay mới về nha mọi người nha, hàng F1 nha. Hôm nay mới về này, mới về một thùng này. Bây giờ em mới bóc hàng này. Chỗ này chật quá, không em mang cả thùng hàng lên luôn ấy. Nhưng mà tại vì chật quá nên là em chỉ lấy được một ít cái em bỏ lên đây thôi. Đây nha, hàng Bì Thư siêu hot nha. Mới về, cháy hàng lâu lắm rồi mọi người ạ. Cháy hàng lâu lắm rồi. Em này cháy hàng lâu lắm rồi. Rất nhiều người hỏi nhưng mà đã hết màu nha. Để đã hết tất cả nhưng mà chính thức là hôm nay em mới đã về nha. Hôm nay em Bì Thư này đã về đây. Hàng này siêu hot luôn mọi người ạ. Em Bì Thư này siêu hot luôn. Đây nha mọi người nha. Em Bì Thư màu nâu này. Màu nâu này, quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Cháy hàng nha mọi người nha. Hôm nay mới chính thức về này. Về cái là em like luôn cho mọi người nha. Về cái là em đã like luôn cho mọi người luôn rồi ạ. Em like để em sale giá sốc cho mọi người với để em chơi mini game tặng quà 29k cho mọi người nha. Em Bì Thư này cũng 29k nha mọi người nha. Em Bì Thư hàng F1 này cũng 29k. Em này là màu hồng này, màu nâu này, cực kỳ tây luôn mọi người ạ. Mới về nha, em khoe với mọi người nha. Em sẽ bán cho mọi người với giá 29k, giá tri ân mở hàng nha. Giá tri ân mở hàng nha, riêng em này có hai quai này. Em này có hai quai mọi người ạ, có một quai da và một quai vải. Em này có hai quai này, xin chào Thủy Tít nha. Em này mới về này. Rất nhiều người hỏi màu này và màu hồng đỗ nhưng mà đã hết. Hôm nay mới về luôn nha, mới về này. Em mới đập hộp luôn nha mọi người nha. Em này là hàng chuẩn F1 của CNK này. Đây nha mọi người nha, để ý nha. Ok, Mộc Thu chia sẻ để săn túi Bì Thư này này. Túi Bì Thư này cực kỳ hot luôn mọi người nha. Hot từ bên Quảng Châu cơ mọi người ạ. Hàng F1 nha mọi người nha. Hàng Quảng Châu F1 nha. Đây ạ, đủ tang mác này. Có đủ tang mác của CNK này. Đây nha, bên trong đây mọi người nha. Có đầy đủ tang mác của CNK nha. Da cực mềm luôn mọi người ạ. Da mềm lắm, da em này cực mềm luôn. Em này em bán không biết bao nhiêu mà nói có thể kể đến 1.000 cái á mọi người ạ. Rất nhiều. Đây nhá mọi người, chia sẻ cho em nào. Chia sẻ để săn em này nha. Đây, có hai quai này, một quai da và một quai vải. Em sẽ lắp quai vải cho mọi người xem nha. Chúng ta có thể thay đổi quai nên là sẽ không bao giờ biết nhàm chán luôn. Đây là quai vải này. Quai vải, em sẽ lắp quai vải vào nha. Siêu đẹp luôn mọi người ạ. Màu này cực kỳ tây luôn. Màu này thì đã cháy hàng lâu lắm rồi, xỉ của em đặt rất nhiều mà em này cháy hàng chính thức hôm nay em này về nha. Màu nâu này cực kỳ đẹp luôn. Các màu hot, màu nâu và màu hồng đỗ là hai màu hot nhất mọi người ạ. Đây màu hồng đây. Đây mới về, bây giờ em mới đập hộp đây. Giờ em bóc ra cho mọi người xem nha. Ok Yến Linh, cái này đẹp lắm mọi người ạ. Đẹp lắm, chia sẻ để săn quà 29k của em nào. Chia sẻ để săn quà Bì Thư 29k của em nè mọi người ơi. Mọi người chia sẻ để săn quà nào. Săn quà của em nào. Tất cả các túi đều là 29k. Nhưng hôm nay Bì Thư mới về. Em này Bì Thư này cũng 29k. Ok Mộc Thu. Trời ơi em này quá hot nên săn em này là chính xác luôn. Em này quá hot luôn mọi người ạ. Em này hot cực kỳ luôn. Ok Yến Linh. Đây nha, em này quá hot luôn mọi người ạ. Đây, nó là hàng F1 nên được bảo quản rất cẩn thận nha. Ok, chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm ở chế độ công khai để săn em túi Bì Thư siêu hot này nha. Đẹp từng đường kim mũi chỉ nha mọi người nha. Đây ạ, có mác của CNK này. Có tang mác đầy đủ của CNK mọi người nha. Đấy, em này cháy hàng cái máy hôm nay mới có nha. Ok mà tất cả mọi người muốn săn túi 29k thì mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ hai lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm ạ. Mọi người chia sẻ cho em chưa? Chia sẻ cho em đi để săn túi 29k của em nào. Đồng giá 29k. Rồi Thủy Tít ơi, gửi cho em rồi nhá Thủy Tít nha. Đây ạ. Hôm nay mới về luôn, đang nóng hổi luôn nha. Em like luôn nha, em like luôn cho mọi người để chơi mini game tặng quà 29k luôn cho mọi người nha. Chơi mini game tặng quà 29k luôn ạ, các tình yêu ạ.
Đồng giá 29k, hàng gì cũng 29k nhưng đặc biệt ngày hôm nay là em mì thư này cũng 29k. Em này hàng F1 nha, hôm nay rất 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 đặc biệt là em này cũng 29k mọi người ơi. Hai màu cực kỳ hot hôm nay đã về. Có hai quay nha, riêng em này là có hai quay, một quay da và một quay vải cho chúng ta thay đổi. Bên trong cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Mọi người chia sẻ cho em nào, chia sẻ để săn túi nè, để săn em này với giá là 29k. Em sẽ lắp quay vào cho mọi người xem nha. Em sẽ lắp quay màu hồng vào cho mọi người xem nha. Cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Em này rất 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 đẹp. Màu hồng đổ này đẹp quá. Màu hồng đổ thì nhìn baby nha mọi người nha. Baby nhẹ nhàng nha. Ok Mộc Thu ơi chia sẻ đi ạ. Mộc Thu chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm nha. Ok ha Hoàng Mon. Mọi người ơi cái túi này đẹp quá. Em này đẹp xuất sắc luôn mọi người ạ. Đẹp xuất sắc luôn nha. Em này nhìn mọi người này, nhìn có mê không này, quá đẹp luôn. Đẹp từng đường kim mũi chỉ này, form rất đẹp này mọi người này. Form rất đẹp cực kỳ chắc chắn này, da cực dày luôn mọi người nhá. Da cực dày luôn nhá. Da cực kỳ dày luôn mọi người ạ, quá đẹp luôn. Em này rất rất đẹp, bảo sao mà em này nó hot như thế. Hot tại vì là em này quá quá đẹp luôn mọi người ạ. Hôm nay nhà em về full đủ màu luôn nhá. Màu đen, màu trắng, màu đỏ, màu hồng đỗ, màu nâu. Nhưng mà em thấy là màu hồng và màu nâu là hai màu chạy nhất trong tất cả các màu. Em màu nâu này và em màu hồng này là hai màu rất 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 chạy mọi người ạ, rất chạy trong tất cả các màu nha. Em này chuẩn hàng F1 nha mọi người nha. Chuẩn hàng F1. Bạn Lê Hằng ơi 29k áp dụng cho ai, chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm nha mọi người nha. Hai lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm ở chế độ công khai ạ. Em này siêu đẹp, đẹp xuất sắc luôn mọi người ạ. Quá đẹp luôn. Đây em để hai em này ở vị trí này nha. Quá đẹp luôn mọi người ạ. Đây nhà em về phun đủ màu nhá. Màu trắng này, em còn chưa bóc tem luôn này. Đây màu trắng nha mọi người nha. Màu đỏ này. Em còn chưa bóc tem ra cơ. Em sẽ bóc màu đỏ cho mọi người xem nha. Em bóc em bì thư màu đỏ này cho mọi người xem nha. Em này cực kỳ hot luôn mọi người ạ. Em này cực kỳ hot luôn. Nên là em này cháy hàng mà hôm nay mới về là em đã khoe với mọi người. Em bán cho mọi người với giá 29k. Em chào chị Ngờ Yên Nguyễn ạ. Đây có 29k thôi mọi người ạ. Săn đây nào, săn túi cho em, săn túi 29k nào mọi người ơi, săn túi 29k quá đẹp quá xuất sắc luôn. Bùi Ngọc Giang comment gì đấy ạ? Trần Thị Yến Nhi ơi 29k áp dụng cho ai, chia sẻ nha. Chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm ở chế độ công khai nha mọi người nha. Áp dụng cho ai, chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm ạ. Em sẽ vào em tường em kiểm tra. Nếu mà ai chia sẻ rồi em sẽ bán cái túi này cho mọi người với giá là 29k nha. Em chỉ bán cho ai chia sẻ lên trang cá nhân, chia sẻ lên các hội nhóm ở chế độ công khai thôi ạ. Xin chào Ngô Bảo. Đây nha mọi người nha. Ok Bùi Thị Ngọc Diễm. Đây nhá, quá đẹp luôn mọi người ạ. Nói chung em này rất rất đẹp. Màu nào em cũng thích cả. Nhưng mà em thích nhất là màu nâu và màu hồng đỗ. Đây đẹp quá. Đẹp quá. Quay đây mọi người ơi. Có hai quay liền. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp từ đường kim mũi chỉ này. Form rất rất đẹp này mọi người này. Em mì thư này hot lắm thôi mọi người ạ. Hàng F1 nha. Hàng chuẩn F1 này. 29k Út Huyền ơi áp dụng cho ai, chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm nha. Hôm nay nhà em về full đủ màu luôn nha. Trắng đen là mọi người ạ, có cả màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu hồng, màu nâu. Tất cả các màu đều 29k mọi người ơi, đồng giá 29k mọi người chia sẻ cho em đi nào. Chia sẻ để săn túi 29k của em nào. Tất cả các túi đều 29k nhá. Hôm nay em về cả túi cả ví này nhá. Em lấy ví vào cho mọi người xem nha. Em này hot thì mọi người đã biết rồi, nhưng mà em sẽ nói với mọi em sẽ khoe mọi người ví này nhá. Mọi người cứ hỏi em là ví để đựng vừa iPhone Plus. Ok Út Huyền muốn mua thì inbox đi Út Huyền nha. Út Huyền muốn mua nhanh thì inbox nha. Mọi người ơi hôm nay em về
toàn hàng hot thôi mọi người ạ. Ôi. Rồi ok, Ngô Bảo, nhưng Ngô Bảo chia sẻ đi, hôm nay nhà em về toàn hàng hot thôi mọi người ơi. Có túi Ngọc Trinh à, túi Ngọc Trinh cũng đồng giá 29k, tất cả mặt hàng của em ở đây đồng giá 29k. Đây. Đây là ví đựng vừa iPhone đây, đựng vừa Plus đây. Siêu đẹp luôn. Trời ơi, các chị cứ hỏi em mãi. Chính thức hôm nay thì em này đã từ bên Quảng Châu về cập bến đến Thanh Hóa. Em ở Thanh Hóa nên là chính thức cập bến đến Thanh Hóa nha mọi người nha. Đây, sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng là em này đã về. Em này là em gu xì đầu rồng nha mọi người nha. Đây, ví cầm tay này đựng vừa Plus. Hôm nay toàn hàng mới về thôi mọi người, chia sẻ mạnh tay lên. Chia sẻ mạnh tay lên để săn quà 29k của em nào. Để săn quà 29k của em nhá. Toàn hàng mới về thôi mọi người ơi, quá đẹp luôn, siêu siêu đẹp luôn. May may ơi, chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm nhá. Nhớ chia sẻ phải thật nhiều và comment 29k cộng tên túi mà mình yêu thích, cộng số mình cộng số điện thoại. Em sẽ ghi bình luận nhá. Chờ em chút, em sẽ ghi bình luận cho mọi người này, không có là nhiều người chưa biết luật chơi này. Chờ chút nha, em sẽ vào Facebook này xong rồi em sẽ ghi nha. Em sẽ ghi bình luận nha mọi người nha. Đây, chờ chút em vào Facebook em ghi bình luận này nha. Nhiều người chưa biết luật chơi thì chúng ta có thể đọc xong đấy, chúng ta có thể là làm theo để săn túi 29k nha. Đây, chờ chút em sẽ ghi bình luận đây. Em sẽ ghi bình luận đây cho những người mà chưa. Ơi, ở Trâm Anh, thẻ ATM bị hỏng đúng không? Gửi hàng cho Trâm Anh rồi. Đây nha, chờ chút em sẽ ghim này, em sẽ ghim luật chơi này. Em sẽ ghim luật chơi nha. Này, hàng về thích quá thôi mọi người ạ. Ví đựng vừa Plus này. Các chị cứ hỏi em mãi sốt là ruột đấy, hôm nay mới về đây. Hôm nay chính thức ở bên Quảng Châu mới về đây. Hàng mới về, mới cập bến ạ. Mới cập bến là em đã khoe ngay với mọi người rồi ạ. Mới cập bến luôn nha các tình yêu của em nha. Chờ chút em ghi bình luận nha. Mạng giờ này hơi chán mọi người ạ. Mạng giờ này chán quá. Mạng giờ này cực kỳ chán luôn. Đây, em sẽ ghi bình luận này. Em sẽ ghi bình luận nha. Chưa, ít lời chưa về, sốt ruột quá. Nhưng mà khổ lắm là hàng là toàn là hàng hàng Quảng Châu và hàng F1 nên là không phải hàng Việt Nam nên là chờ hơi lâu, hơi chịu khó mọi người, chờ em một chút sẽ được hàng đẹp thì mọi người chịu khó chờ em một chút nha. Em sẽ ghim luật chơi này. 29k cộng tên túi mà mình yêu thích cộng số điện thoại. Thế thôi, đơn giản thế thôi, chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm ở chế độ công khai. 29k cộng tên túi này. Chờ em chút em ghi bình luận nào mọi người nha. Chờ em một chút cộng số điện thoại. Đấy, rất đơn giản. Đây. Chờ chút em ghi nào. Đây, em sẽ ghi này. 29k cộng tên túi mà mình yêu thích cộng số điện thoại. Rồi, ok Trâm Anh chịu khó sắm túi lắm cơ. Đây, em này là hàng Quảng Châu, bây giờ em mới khui ra đây mọi người ơi. Quá đẹp luôn mọi người ạ, quá đẹp luôn. Rồi ôi, đây là em gu xì đầu rồng. Đây là ví gu xì đầu rồng đựng vừa Plus. Các chị cứ hỏi em mãi là có, đây có cả quai để chúng ta đeo chéo nha. Có cả quai để chúng ta đeo chéo nha. Chúng ta thích ví thì ví, mà chúng ta thích đeo chéo thì đeo chéo nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn, siêu phẩm đây ạ, siêu phẩm đây mọi người nha. Gu xì đầu rồng nha, ai lấy, ai thích em này comment này. 29k cộng gu xì đầu rồng cộng số điện thoại. Nhớ chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm nha mọi người nha. Em sẽ vào tường em kiểm tra, nếu mà ai mà không chia sẻ là em sẽ không bán với giá là 29k đâu mọi người ạ. Hôm nay nhiều hàng mới lắm, chúng ta chia sẻ đi. Xin chào Hiền Rồng, Hiền Rỗng. Đây nha, đây em sẽ mở ra cho mọi người xem. Hôm nay về nhiều ví lắm mọi người ơi. Nhưng hình như tất cả mọi người đều thích là túi bì thư đúng không? Bì thư siêu hot, em gu xì này đây. Đây cũng là ví cầm tay này. Hôm nay về nhiều ví cầm tay lắm mọi người ạ. Hôm nay về nhiều mặt hàng hot lắm mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho em để em tặng hàng hot cho mọi người với giá 29k nào. Mọi người chia sẻ cho em đi. Chia sẻ cách lúc em công bố 2 phút nha. Đúng rồi, mạng lắc lắm chị Thảo Nguyên đây. Nhưng mà chỉ tội là em hàng mới về nên là em muốn
Ừ đúng rồi, cho Mai ngay, chị cũng muốn chơi mini game cho vui. Cho Mai chia sẻ đi, đông đông người vào chúng ta chơi cho vui nha. Đông đông người vào chúng ta chơi cho vui. Với em muốn mọi người chia sẻ cho em để em đọc comment của mọi người để không bị ẩn ạ. Đây là ví đinh này. Ví đinh cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Quá đẹp luôn, hàng Quảng Châu này, cực kỳ xuất sắc luôn mọi người ạ. Đẹp quá. Quá đẹp luôn, mọi người cứ hỏi em mãi, hôm nay chính thức các em này đã về nha. Toàn hàng hot nha, có quai đeo chéo nha. Mọi người thích ví thì ví, mà mọi người thích đeo chéo thì đeo chéo nha. Đẹp, quá đẹp luôn mọi người ơi. Mọi người chúng ta săn túi 29k đi nào. Chúng ta săn túi săn ví 29k, đồng giá 29k, bì thư 29k, ví cầm tay 29k, ví đinh này, ví gu xì đầu rồng này, ví gu xì này. Rồi hàng CNK tất 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 cả đều 29k các tình yêu của em nhá. Tất cả đều là 29k, đồng giá 29k nha mọi người nha. Anh lấy cho em mấy cái ví ở ngoài đó, ở đây, trong cái đó. Lấy ví ra đây cho em nào. Ví cho đủ màu đi nào. Cho đủ màu đi mọi người nào. Mọi người chia sẻ đi, chia sẻ cho em đi nào. Ok Hiền nha, Hiền chia sẻ đi. Hiền chia sẻ đi nào. Cái túi hồng trên với hả? Ôi cái túi hồng này quá đẹp luôn. Cái này là bì thư nha. Bì thư CNK nha tất cả mọi người nha, bì thư nha. Đây, ôi quá đẹp luôn. Em này là em gu xì này. Ví gu xì này mọi người này. Ví gu xì đây ạ. Quá đẹp luôn mọi người ơi, chia sẻ mạnh tay lên nào, chia sẻ mạnh tay, em đang dành thời gian cho mọi người chia sẻ đấy ạ. Trong lúc mọi người chia sẻ em đang giới thiệu tất cả các mặt hàng để mọi người biết tên, để mọi người comment ạ. Em này là em ví cầm tay gu xì nha. Quá đẹp luôn mọi người ạ, đẹp quá, hôm nay nhiều hàng đẹp quá mọi người ạ. Đây là em cốt thỏ nữa này. Em cốt thỏ mới về này, em cốt thỏ hàng Quảng Châu mới về này, quá đẹp luôn. Chia sẻ mạnh tay lên cho em nào, chia sẻ lên để em nhìn thấy comment của mọi người nha. Ok Hiền nha, chia sẻ mạnh tay để em nhìn thấy comment của mọi người không chia sẻ là em không nhìn thấy comment đâu ạ. Đây ví đinh này, quá đẹp luôn, hàng Quảng Châu đẹp, siêu siêu đẹp luôn mọi người ạ. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn ạ, mọi người chia sẻ mạnh tay lên cho em nào. Chia sẻ mạnh tay lên cho em để em tặng quà 29k nào mọi người nào. Valentino á, chị Thảo Hiền ơi, hôm nay không về Valentino chị ạ, hôm nay toàn về hàng ở Gucci và CNK thôi. ESL và Valentino chắc ngày mai mới về. Cái đen ở trong á hả? Cái đen ở trong là cái nào nhà bạn nào? Bạn muốn xem cái nào? Hôm nay nhiều hàng quá mọi người ơi. Nhiều hàng quá mọi người ạ. Em không biết là bắt đầu từ đâu nữa. Thực sự là em không biết bắt đầu từ đâu nữa. Tại vì là quá quá nhiều hàng mới. Quá nhiều hàng mới mọi người ạ. Đây em sẽ cho mọi người xem cái em. Cái em màu nâu khóa khóa gấp này. Cháy hàng, hôm nay mới về luôn. Ngày hôm kia mới về, ngày hôm qua cháy hàng và hôm nay may quá đã về. Đây ạ. Mọi người chờ em một xíu nha, trong lúc mọi người comment em sẽ giới thiệu các mặt hàng về nha. Đây là em CNK khóa gấp này. Nhiều hàng mới quá thôi mọi người ạ, nhiều hàng mới quá. À, ví mới cầm là Valentino hả? Gucci hay sao chứ? Gucci, Gucci, Gucci. Ví Gucci vào cho anh ơi. Ví Gucci hay là ví ví đinh này là Valentino nhỉ? Toàn gọi nó là ví đinh thôi. Toàn gọi nó là ví đinh thôi mọi người ạ. Mọi người chia sẻ cho em, mạng lắc quá à chị ơi, mạng chị hay là mạng của bên em à chị? Có ví tầm cầm tay nhỏ hơn xíu nha, Phan Thảo Phan đây nhiều lắm thôi. Chính thức là hôm nay em lại hôm nay về nhiều quá mà em nói thật với các chị là em không biết bắt đầu bán từ đâu nữa cơ. Em không biết tặng cho các chị bắt đầu từ đâu nữa cơ. Nên là các chị chia sẻ mạnh tay lên cho em để em nhìn thấy comment của mọi người để em tặng quà nào. Mọi người chia sẻ mạnh tay để em nhìn thấy comment của mọi người em tặng quà nha. Mọi người chia sẻ cho em chưa? Chờ em chút nha, chờ em chút. Mọi người chia sẻ mạnh tay cho em chưa nào? Em nhìn thấy ai em sẽ đọc tên người đấy nha. Xin chào Mỹ Lệ. Chia sẻ cho em chưa? Lên 150 người xem này để em chốt nào. Các tình yêu ơi, em muốn chốt lắm rồi, tại vì là hàng quá đẹp luôn mọi người ạ. Hàng quá đẹp lắm, quá đẹp, đẹp long lanh, đẹp xuất sắc luôn mọi người ạ. Đây, rồi toàn là các mẫu của hãng nha. Toàn các mẫu của hãng nổi tiếng nha mọi người nha. CNK này, Gucci này. Tất cả đều là của các hãng nổi tiếng nha. Hôm nay em mang ra em xem mọi người trong 20 phút đầu của live. Giá 29k. 29k trong 20 phút đầu của live em xem bao nhiêu phút rồi nào. Em xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi để em chốt nha. Em xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi để em chốt cho các tình yêu nào. Các tình yêu nhớ chia sẻ cho em nha. Chia sẻ lên các hội nhóm nha. Ai chia sẻ thì em mới bán nha. Không chia sẻ là em không bán đâu ạ. Em
Thúy Tít có ví nhỏ nha, có ví nhỏ cháy hàng rồi, còn có ví Chanel nhỏ thôi, còn lại là cháy hàng hết rồi nha. Mọi người chúng ta tranh thủ vượt xe đi nha, không ấy lúc cháy hàng là không còn đâu ạ. Là không còn đâu nha các tình yêu nha. Mới 126 lượt chia sẻ này, mọi người chia sẻ mạnh tay lên đi. Đang chờ đợi hàng đầu tiên. Ok Phan Thảo Phan. Chờ đợi hàng đầu tiên hả? Hello Nguyễn Thùy Dương, hello tất cả các khách yêu của em. Có ba lô, có ba lô anh Ngọc ơi, có ba lô nhá, có tất cả mọi thứ, ai thích cái gì thì comment đi. Bao nhiêu túi chị? Đây nhá, cái này 29k áp dụng cho ai chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm nhá chị Hồng Anh ơi, thích túi đính đá à chị ơi. Em nhớ không nhầm là chị hỏi ví đúng không chị? Chị có hỏi em đúng không? Ok ok Hiền nha, chờ chút mình sẽ chốt nha. Mọi người mới vào đó gõ luật chơi chưa? Để em chốt nào. Em muốn chốt lắm rồi mọi người ơi, em muốn chốt lắm rồi. Em muốn chốt cho mọi người lắm rồi. Chia sẻ đẩy view lên 150 người xem cho em nào. Chia sẻ đẩy view lên đi để em nhìn thấy comment của mọi người nào. Để em nhìn thấy comment của mọi người để em chốt hàng cho mọi người nào. Quá đẹp luôn. Cho mình xem ba lô, có ba lô trong ba lô đinh. Có ba lô trong ba lô đinh, hiện tại ba lô nhà em mai sẽ về ba linh ba lô đinh hàng hàng F1 nha. Mai về ba lô đinh hàng F1, còn hiện tại nhà em chỉ còn ba lô trong và ba lô đinh thường thôi nha. Ba lô trong và ba lô đinh thường nữa nha, còn ba lô hàng F1 ngày mai về nha các tình yêu của em nha. Đây ba lô này nhà em còn có màu xanh và màu đen thôi nha, cháy hàng rồi nha. Ok Bảo Thu. Nào mọi người chia sẻ cho em chưa? CNK Hồng. Ôi cái này có vẻ em này hot quá nhỉ mọi người nhỉ. Em này quá quá hot luôn mọi người ơi. Em sẽ bán cho mọi người với giá 29k áp dụng cho ai chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm những các tình yêu của em ơi. Em xem bao nhiêu lượt chia sẻ rồi em chốt nào, chia sẻ mạnh tay lên, nhớ chụp màn hình chia sẻ lên 10 hội nhóm cho em nha. Chụp màn hình chia sẻ lên 10 hội nhóm cho em để nhận quà 29k. Em đọc tên của ai thì người đấy inbox ngay cho em nha. Em đọc tên của ai thì người đấy inbox luôn cho em nha. Inbox luôn cho em để em sẽ tặng quà 29k nha các tình yêu của em nha. Không cần phải nhờ. Đây em không quay mặt em đâu, tại vì là nếu quay mặt em sẽ che hết màn hình nha. Nhưng các chị đừng thắc mắc tại sao em không quay hình của em nha. Ok 29k thôi các tình yêu ơi, 29k chia sẻ mạnh tay lên các tình yêu ơi, 29k. Em sẽ dành cho mọi người 2 giây cuối cùng. 2 phút cuối cùng nào. 2 phút cuối cùng nào các tình yêu ơi, 2 phút cuối cùng nào. Đây 29k bì thư. Có vẻ như mọi người rất thích bì thư đúng không ạ? Mọi người rất thích em này đúng không? Em này cháy hàng nha, cháy hàng cách đây khoảng lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi em không nhớ rõ ngày nào nhưng mà lâu lắm rồi. Hôm nay chính thức em này mới về đủ full đủ màu nha. Hôm trước thì mọi người hỏi màu nâu rất nhiều, hỏi màu hồng đổ rất nhiều. Nhưng hôm nay chính thức em mì thư này mới về nha. Mới về chưa kịp đăng hàng để bán. Mọi người vào Facebook em là biết em chưa kịp đăng hàng mới. Nhưng mà hôm nay em này về là em... Vâng, ok chị Hồng Anh. Đây nha mọi người nha, em sẽ dành cho mọi người 2 phút cuối cùng để mọi người chia sẻ like. 2 phút cuối cùng. 2 phút cuối cùng để em sẽ chốt này. 2 phút cuối cùng của like 2 phút cuối cùng này để em sẽ chốt này. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hồng Anh ạ. Em đã gửi hàng cho chị Hồng Anh rồi nhá. Nào, chúng ta bắt đầu săn túi 29k. 29k các tình yêu ơi, đồng giá 29k, các mặt hàng ở đây đều 29k. Đặc biệt là em bì thư này, đặc biệt là em bì thư này, hình như ai cũng muốn sở hữu em bì thư này hết. Ai cũng muốn sở hữu em bì thư này. Vì em này quá hot luôn mọi người ạ. Em này chuẩn hàng F1 nha các tình yêu nha. Ai mà không săn thì cực kỳ tiếc luôn này. Tại vì nếu ngày mai thì em sẽ không chắc được sẽ còn đâu. Ngày mai em không chắc chắn nó sẽ còn đâu nha mọi người nha. Ngày mai em không chắc chắn nó sẽ còn đâu ạ. 29k cộng tên túi và mình yêu thích cộng số điện thoại. Em sẽ chốt này, em sẽ chốt cho ai đây? 10. Chia sẻ chưa? Các chị chia sẻ chưa? Nhớ chụp màn hình chia sẻ lên 10 hội nhóm cho em nha. Chụp màn hình chia sẻ lên 10 hội nhóm ở chế độ công khai cho em này. 2 lần lên trang cá nhân này. Comment 29k cộng tên túi mà mình yêu thích cộng số điện thoại ạ. 10 9 8 7 6
chưa? Chia sẻ chưa các chị yêu ơi? Các chị yêu đã chia sẻ cho em chưa? Chia sẻ để em tặng nào, em muốn tặng lắm rồi các chị yêu của em ơi. Chia sẻ cho em đi, các mẫu này đẹp quá với mọi người ạ. Màu nâu thì cực kỳ tây này, và màu hồng thì nhìn rất 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 là baby này mọi người này. Màu này là màu hồng đỗ nha mọi người nha. Em này cực kỳ hot luôn, hình như mọi người hôm nay không cần gì hết, chỉ cần bì thư ạ. Mọi người không cần gì hết, chỉ cần bì thư. Trang Thùy ơi, cái này 29k áp dụng cho ai chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân, 10 lần lên các hội nhóm rồi. Ok, em sẽ bắt đầu chốt này. Em chốt đầu tiên nó chỉ có nick Facebook là ai đây? Comment lại nào, comment lại cho em nào. Comment lại cho em đi, ai chưa comment thì comment lại nào. Ai comment rồi thì comment lại cho em nào, ai chưa comment thì comment nhanh nào. Comment nhanh cho em để em sẽ chốt nào. Em sẽ chốt cho một chị đầu tiên này sẽ là chị có nick Facebook là gì đây? Em sẽ chọn nha. Em sẽ chọn nha. Ok, rồi em sẽ chọn này. Em sẽ chọn cho một chị đầu tiên có nick Facebook là gì đây ạ? Là gì đây ạ? Mọi người ơi, comment chưa? Chia sẻ chưa? Em sẽ chọn này. 29k cộng tên túi mà mình yêu thích cộng số điện thoại. Em chốt cho chị đầu tiên, em nhìn thấy nhiều comment nhất này. Em sẽ chốt cho chị đầu tiên có nhiều comment nhất là ai đây ạ? Là ai đây ạ? Là ai đây ạ? Comment liên tục đi, comment liên tục đi các tình yêu của em ơi, comment liên tục đi. Comment liên tục đi, em sẽ chốt cho một chị đầu tiên này. Quá đẹp luôn mọi người ạ, em màu hồng này quá xuất sắc luôn mọi người ơi. Quá xuất sắc, em sẽ chốt cho chị đầu tiên có nick Facebook là gì đấy ạ? Comment liên tục đi nào, comment liên tục đi nào. Là ai đây, là ai đây? Em sẽ chốt cho một bạn đầu tiên, một chị đầu tiên nào. Comment liên tục đi mọi người ơi, sao view tụt thế nhỉ? Sao view tụt còn có 50 người xem là sao ấy mọi người ơi? Mọi người không chịu chia sẻ cho em hay sao đấy? Mà view tụt còn có 47 người xem thôi có tình yêu ạ. Mọi người không chia sẻ cho em hay sao mà để cho view tụt thế này hả? Mọi người chia sẻ cho em đi. Để cho view tụt thế này thì em đọc làm sao comment được mọi người của mọi người ạ? Mọi người chia sẻ để cho tăng view lên nào. Tăng view lên nào, tăng view lên để em sẽ đọc cho một chị đầu tiên này. Một chị đầu tiên em sẽ nhìn thấy comment rất 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 là nhiều. Em sẽ chốt cho một chị này, không làm mất thời gian. Em sẽ chốt cho một chị này. Em sẽ chốt cho một chị có nick Facebook là... Có nick Facebook là gì đây? Có nick Facebook là gì đây? Là số điện thoại nào đây? Comment liên tục đi, comment liên tục đi. Là có nick Facebook là... Thùy Dương Nguyễn. Ôi giời ơi, cái bạn Thùy Dương này... Thùy Dương Nguyễn này... Comment nhiều quá, bạn này comment nhiều quá, không đọc tên, không đọc là không được. Comment nhiều quá trời luôn. Thùy Dương Nguyễn này có số điện thoại 0869641600. Vào tường xem luôn nha. Em vào tường em xem này. Em vào tường em xem nha các chị yêu nha. Em vào tường của chị Thùy Dương Nguyễn xem này. Nếu chị chia sẻ cách đây 2 phút thì em mới tính nha. Còn chia sẻ bây giờ mới chia sẻ là em không tính đâu. Thùy Dương Nguyễn này có hình đại diện là một cô gái hay cái gì nhỉ mà nhìn ảnh mờ quá. À đây, đây Thùy Dương Nguyễn này. À bán hàng online này. Bạn này bán hàng online này. Bạn này đã chia sẻ chưa? Ôi trời ơi, Thùy Dương Nguyễn chưa chia sẻ các tình yêu ơi. Thùy Dương Nguyễn chưa chia sẻ, chọn một chị khác, chọn một chị khác nào. Thùy Dương Nguyễn chưa hề chia sẻ tí nào cả, quá tiếc luôn. Em nói thật, em rất 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 tiếc cho Thùy Dương Nguyễn nha. Thùy Dương Nguyễn nha, nhìn thấy quá nhiều. Nhưng mà khổ lắm, Thùy Dương Nguyễn đã chia sẻ đâu? Đã chia sẻ đâu nào? Muốn tặng quà cho Thùy Dương Nguyễn này, đã là bạn bè của nhau rồi này. Mà chưa hề chia sẻ một tí nào luôn. Quá buồn luôn cho Thùy Dương Nguyễn luôn. Ôi giời ơi, để chế độ công khai nha Thùy Dương Nguyễn nha, một mình thì không tính đâu. Một mình không tính đâu, chia sẻ, tiếp tục chia sẻ vào comment. Khổ lắm, phải chia sẻ 2 lần lên trang cá nhân cơ. Thùy Dương Nguyễn không được nha, hẹn Thùy Dương Nguyễn lần sau nha. Hẹn Thùy Dương Nguyễn lần sau nha, lại còn để chế độ một mình với khổ tôi chứ trời ơi. Khổ thế. Muốn tặng cho bạn này quá, comment của bạn này nổi lên liên tục luôn mà không chịu chia sẻ gì cả. À, có nhìn thấy hiền giống ạ, à? Em có nhìn thấy hiền giống, bây giờ em mới nhìn thấy hiền giống nha. Nào, tiếp tục comment để
em sẽ chọn một chị thứ hai nào. Em sẽ chọn chị thứ hai có comment hiện lên rất là nhiều là ai đây ạ? Em sẽ chọn một chị khác nha. Em sẽ chọn cho một chị khác nha. Khổ thân Thùy Dương thế, bì thư đẹp như này mà để vụt mất, quá tiếc luôn. Quá tiếc luôn, không rõ luật chơi à? Thùy Dương ơi, đã ghim rồi mà, ghim luật chơi rồi mà. À rồi, chốt cho một chị thứ hai này có nick Facebook là gì đây? Có nick Facebook là gì đây ạ? Không, không tính để không tính để chế độ một mình tôi đâu, không tính đâu. Có nick Facebook là May May. Ok, May May. May May nổi lên nhiều quá. May May nổi lên nhiều quá, tìm May May luôn. May May nổi lên nhiều quá. May May. Có hình đại diện đây, hình đại diện là cái hình hình cô dâu à, hình gì đây? Không phải. Đây, May May đây. May May cũng là mỹ phẩm authentic. Đây, em sẽ vào tường xem May May chia sẻ chưa nào. May May chia sẻ cái đây 28 phút này. Chia sẻ cái đây 29 phút này. Ok, May May chụp màn hình chia sẻ lên các hội nhóm nha. May May chụp màn hình chia sẻ lên các hội nhóm nha để nhận quà nha. Em nào hả? Rồi, ok, chờ chút Mộc Thu ơi. Chia sẻ chưa? Để chọn bất kỳ nào, Mộc Thu comment liên tục đi để chọn nào. Ai comment liên tục em sẽ chọn người đấy nha. Comment liên tục và chia sẻ liên tục để nổi lên em sẽ chọn người đấy nha. Đây, May May là chia sẻ, May May chụp màn hình chia sẻ lên các hội nhóm nha. Ở chế độ công khai để nhận quà nha May May nha. Hôm nay hình như ai thích em Mỹ Thư này sao ấy nhở? Hôm nay ai thích em Mỹ Thư này, em này có vẻ là hôm nay là coi như là hot nhất. Hot nhất, hot hơn cả hàng cao cấp mọi người ạ. Em này hot hơn cả hàng cao cấp. Ok, may may mà chia sẻ rồi thì may may chia sẻ rồi, may may chụp màn hình lại nha. Tiếp tục em chọn một chị nữa nào. Em chọn một chị này nha, em chọn một chị yêu này nha. Em chọn một chị yêu nữa, hình như hôm nay là cái này là hot quá mọi người ạ. Ok, được rồi, Hiền Giống nào. Rồi ơi, Hiền Giống khổ lắm. Rồi, chọn cho một chị thứ hai là Hiền Giống nào. Có Hiền Giống nói mãi thôi. Hiền Giống đâu? Hiền Giống comment cái Hiền Giống đâu? Comment đâu? Comment đâu? Chẳng nhẽ lại tháo ghim ra. Tại vì chưa thấy comment đâu cả. Khổ lắm. Chưa thấy comment đâu cả, chẳng nhẽ lại tháo ghim ra hả? Hiền Giống ơi. Chẳng nhẽ lại tháo ghim ra, có thấy comment đâu? Comment đâu? Comment đâu? Bỏ ghim này. Em bỏ ghim này vì là Hiền Giống đâu, Hiền Giống đâu? Hiền Giống comment liên tục đi nào, hay là các chị yêu nào comment liên tục thì em mới nhìn thấy nha. Comment liên tục thì em mới nhìn thấy để em đặt tên chứ ạ. Phải comment liên tục lên thì em mới nhìn thấy nào. Comment liên tục đi các tình yêu của em ơi, comment liên tục đi để em đọc tên nào. Ai cũng sẽ có phần hết, ai cũng sẽ có phần của em hết. Đây em chốt một cái cho chị Hiền Giống này. Không biết em hay chị, em thôi, đang còn trẻ con quá. Ok, Hiền Giống này, Hiền Giống đâu? Hiền Giống đâu? Comment lại đi nào, comment lại đi nào. Hiền Giống đâu? Hiền Giống đâu? Không thấy bình luận của Hiền Giống đâu mà ghim nữa cơ. Comment liên tục đi nào. Ờ rồi ok, Hồng Hạnh nha, 29k thôi. Em sẽ chọn cho một chị tiếp theo nào. Nào, em sẽ nhìn thấy một chị tiếp theo nào. Em sẽ chọn một chị này nào, em sẽ chọn một chị này nào, em sẽ chọn một chị này nào. Em sẽ chọn một chị yêu này nào, một chị yêu của em này nào. Em sẽ chọn ai đây ạ? Comment liên tục đi, chia sẻ liên tục cho em đi. 29k cộng tên túi mà mình yêu thích cộng số điện thoại thôi nào. Rất đơn giản để chúng ta săn túi 29k thôi. Rất đơn giản để chúng ta săn túi 29k thôi. Mọi người chia sẻ và comment đi. 29k cộng tên túi mà mình yêu thích cộng số điện thoại. Nhìn thấy Kim Thoa nha mọi người nha. Em nhìn thấy Kim Thoa nha. Ơi, bây giờ mới nhìn thấy Nhung Hồng này. Đây, Hiền Giống này, Hiền Giống bạn này có vẻ là rất háo hức nhận quà hay sao á mà bạn này năn nỉ để nhận quà. Đây em sẽ tìm nha, tìm Hiền Giống nha. Hiền Giống hay Hiền gì đấy ạ? Hiền Giống. Rồi, đây em sẽ vào để em xem nào, có hình đại diện là một cô gái này đang rất ít tuổi, chắc là gọi là em thôi. Nào, tìm nha, tìm xem có ra không này. Đây, cô giáo mầm non này. Cô giáo mầm non ở đâu đây? Em, bạn này cũng ở Thanh Hóa à? Bạn này ở trường mầm non à? Em xem nào. Em xem nha.
Đây, chia sẻ 34 phút trước, chia sẻ 19 phút trước thì cái bạn này chia sẻ rồi nên bạn này này háo hức nhận quà lắm thì phải. Chụp màn hình chia sẻ lên 10 hội nhóm nha để nhận quà nha Hiền Giống nha. Hiền Giống chụp màn hình chia sẻ lên 10 hội nhóm đi ạ. À. Mọi người chia sẻ đẩy view lên để em sẽ chốt tiếp nào. Em sẽ chốt tiếp nào mọi người nào, mọi người chia sẻ đi để em sẽ chốt tiếp nào. Ai chưa được nhận quà của em thì tiếp tục comment đi để em tặng nào. Tiếp tục comment và chia sẻ cho em đi, chia sẻ đẩy view lên cho em đi. Chia sẻ đẩy view lên cho em để em sẽ chốt tiếp nào. Chia sẻ đẩy view lên cho em để em bắt đầu em sẽ chốt tiếp nào các chị yêu của em nào. Chia sẻ đẩy view lên nào. Đẩy view lên để em sẽ chốt tiếp nha các chị yêu nha. Hết giờ chưa? Hết giờ hai hết giờ chưa nào? Hết giờ chưa để xả hàng nào? Hết giờ chưa? Hết giờ chưa để xả hàng ạ? À? Hết giờ chưa để xả hàng? Em xem em like được bao nhiêu phút rồi nào? Em xem em like được bao nhiêu phút rồi để bắt đầu em sẽ xả hàng cho các chị yêu nha. Ok, những ai chưa được mua túi 29k của em nhớ bấm ở chế độ xem trước. Bấm ở chế độ xem trước nhá. Mỗi lần like này. Các chị yêu ơi, các chị yêu của em ơi, nghe em nói này, nghe em nói này. Bấm Facebook em ở chế độ xem trước. Mỗi lần like ở 20 phút đầu của like em đều tặng quà 29k, em đều chơi mini game tặng quà 29k. Nên là các chị yêu nhớ bấm ở chế độ xem trước. Lần nào em cũng chơi mini game em cũng đều tặng túi 29k, kể cả là hàng cao cấp hay hàng F1 hay hàng Quảng Châu, tất cả các mặt hàng cao cấp em đều tặng với mọi người giá 29k. Rất nhiều các chị yêu là được tặng em tặng quà 29k. Nhớ bấm chế ở Facebook em ở chế độ xem trước để nhận quà 29k của em nha các chị yêu. Bây giờ hết giờ 29k rồi ạ. Hết giờ 29k em sẽ xả hàng nha. Em sẽ xả hàng nha các chị yêu. Muốn em xả cái gì nào? Muốn em xả cái gì nào? Các chị yêu muốn em xả cái gì đầu tiên nào? Hôm nay rất rất nhiều mặt hàng mà em muốn xả cho các chị yêu. Bây giờ là các chị yêu muốn em xả cái gì đầu tiên? Em xả hàng bom nha. Em xả hàng bom nha. Các chị yêu có muốn em xả hàng bom không ạ? Em xả hàng bom nha. Chờ chút em đi lấy hàng bom nào. Hàng bom đây các chị ơi, hàng bom đây ạ, hàng bom đây ạ, hàng bom đây ạ. Ok, hàng bom đây nha, chờ chút em xả hàng bom giá siêu sốc luôn. Sẵn sàng comment đi, sẵn sàng comment đi, gu xỉ à bạn ơi, chờ chút nha. Xả hàng bom nha, xả hàng bom nha. Chờ chút để xả hàng bom này các chị yêu này. Làm lấy cái gì mà bóc đây nhà mọi người nhờ. Lấy cái gì mà bóc đây, bóc bằng tay luôn nha. Nào xả hàng bom nào, đồng giá 60k hàng bom. Kể cả trong này là cái gì cũng là 60k. 60k comment đi nào, comment nào. Áp dụng ngay chia sẻ nha. Ai chia sẻ thì mới xả hàng bom 60k này. Ai chia sẻ thì mới mua được giá 60k của em này. Comment sẵn, mọi người sẵn comment đi nào. Có ai đây, ai mà bùng hàng của em đây? Thu Hà, Thu Hà ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn này là coi như bị em chửi toe tua ra rồi. Xả bì thư đi ạ. À. Ok, xả hàng bom xong đấy bì thư luôn. Comment sẵn sàng nào, comment sẵn sàng để xả hàng bom nào. Dù là cái gì thì cũng là 60k, dù là cái gì cũng 60k hết. Em này là gì thì cũng 60k. À, mọi người ơi, cái gì cũng là 60k. Em này dù là cái gì trong đây cũng là 60k. Ok, bây giờ mới nhìn thấy hạ mây này. Bây giờ mới nhìn thấy hạ mây này. Dù là cái gì cũng là 60k hết. Hàng bom của em đây. Hàng bom em xả 60k cho các tình yêu. Kể cả là hàng cao cấp hay là hàng gì thì cũng là 60k. Ôi giời ơi, bọc chắc chắn như thế này mà nỡ lòng nào mà bom hàng của em mà để em khổ sở thế này. Bây giờ bóc ra cũng khổ chứ, có phải. Rồi ok, xả gu xì đầu rồng. Có gu xì đầu rồng. Đây là một cái túi gì đây? Túi lin mọi người ạ, túi lin. Em lin màu đen. Em lin màu đen ạ, em lin màu đen. 60k. Lỗ tiền luôn. Em xả giải vía nha. Em xả để coi như mà để xả giải vía nha mọi người nha. Em xả nha con. Bây giờ mới thấy Bảo Anh. Ai lấy nào? Ok Thủy Tít. Chốt một cái đầu tiên cho Thủy Tít. Sao lại bom hả? Ôi giời, cái bạn này bán bom nhiều quá phải chửi rồi. Mộc Thu bây giờ mới thấy này, bây giờ mới thấy Mộc Thu này. Chốt một cái cho Thủy Tít này, hàng lên này. Lên Thái đẹp thế này mà có 60k các chị yêu ạ. Khổ lại, khổ khổ quá thôi nên là bán cho ai cho bán cho Thủy Tít thì không sợ bom lần nữa đâu này. Bán cho ai cho bán cho Thủy Tít là không 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 hề sợ thủy là bom lần đâu này.
Mã số 1 nha. Chốt cho Thủy Tít. Mã số 2 nào. Ai lấy comment nhanh nào. Kể cả trong này là gì thì em cũng bán có 60k thôi. Bì Thư đi à. Chờ tiếp chờ chút để xả hàng bom nào. Mã số 2 này. Ai lấy này thì comment nhanh mã số 2 cộng số điện thoại này. Em xả hàng bom 60k này. Kể cả trong này là gì thì em cũng xả 60k này. Hàng cao cấp hay là hàng bất cứ hàng gì em cũng xả 60k này. Bọc chắc chắn thế này mà nỡ lòng nào mà bom hàng của em mà em đã bán hàng sale rồi lại có bom hàng của em khổ sở thế này này. Bây giờ em bóc ra cũng khổ cơ. À, rồi chọn cái khác hả? Thôi đừng có chọn cái khác nữa, xả cái kia là lỗ tiền rồi. Thúy Tít có biết cái kia là hàng sale là 150 rồi không? Thủy Tít có biết cái kia là 150 rồi không hả? Thủy Tít ơi, xả 60k. Tiếp tục cái này 60k. Nào, tiếp tục 60k. Được rồi, đây, đây. Rồi, không lấy thì thôi, không lấy thì thôi. Đừng có để cho rông nhé. Đừng có để cho em bị rông hàng nha. Tiếp tục mã số 2, 60k. Mã số 2 em Gucci này. Khổ quá đi thôi, đẹp thế này mà nỡ lòng nào bom của em. Mã số 2, 60k, hàng bom. Ai lấy comment nhanh. Comment nhanh, san hàng, xả hàng sale rồi. Nên là phí ship giả là 25-30k nha. Không phải free ship được đâu nha. Không free ship được đâu, bán hàng sale giá cực rẻ rồi nên không free ship được đâu các chị yêu của em ơi. Đây là mã số 2, em mua xì hàng Quảng Châu thế này nữa lòng nào bom của em để em phải xả 60k đấy các chị yêu ơi. Áp dụng cho ai chia sẻ nha. Chốt luôn mã số 2 cho Phạm Thường này. Có duy nhất một cái hàng bom em xả luôn này. Em xả luôn hàng bom này 60k các chị yêu nha. Nhớ chị Phạm Thường phải chia sẻ cho em này. Ok Thủy Tít. Nhớ chị Phạm Thường phải chia sẻ cho em để em mới bán cái túi này 60k cho chị Phạm Thường. Thì Phạm Thường chia sẻ cho em đi nha. Có mỗi một cái thôi, có mỗi một cái hàng bom này và một cái lin này thôi. Hàng lin này. Rồi em chốt cho chị ở trên rồi, chị Trần Hương ơi. Đây nha, mã số 1 em lin này xả hàng bom 60k. Xả hàng bom 60k. Còn Bí Thư chị ơi, còn Bí Thư mới về nên đang còn. Bí Thư mới về nên đang còn. Ai lấy thì comment nhanh hàng bom mã số 1 cộng số điện thoại. Hàng bom mã số 1 cộng số điện thoại 60k. Giá em này bán sale đang là 150. Hàng link của Thái. Ai lấy thì nhanh tay comment. Chị Hương reply hết rồi nha. Mã số 1 này em xả cho các chị yêu. Cho chị yêu nào chia sẻ bài viết lên các hội nha. Chia sẻ bài viết của em lên các hội này em sẽ. Rồi ok, san chờ chút. Chốt luôn một cái mã số 1 hàng bom cho chị Nguyễn Thủy Oanh này, mã số 1 này. Ok nha, ok chị Phạm Thường nha, nhớ Nguyễn Thủy Oanh phải chia sẻ nha Nguyễn Thủy Oanh nha. Mong rằng các chị đừng có bom của em lần nữa, khổ em lắm nha. Một cái công mà bọc rồi chuyển đi rồi em này đi vòng quanh trái đất này, vòng quanh khắp đất nước Việt Nam, hôm nay là em này lại quay trở lại với em. Nên là các chị đừng có để cho em này quay trở lại với em lần nữa nha. Các chị yêu nha. Em thì em rất 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 yêu quý các chị. Nhưng các chị đừng có để hàng này quay trở lại với em một lần nữa nha. Tiếp tục xả Bí Thư nha. Ok Nguyễn Thùy Anh. Ok hàng đấy 150 đấy, hàng của Thái đấy. Mà xả hàng bom có 60k thôi các chị yêu ạ. Em xả, một khi em xả là em xả bằng sạch luôn. Xả bằng hết. Ai hóng Bí Thư nào. Ai hóng Bí Thư nào, xả giá bằng giá xỉ nào. Ai hóng Bí Thư xả bằng giá xỉ nào các chị yêu. Ok Thủy Tiên thối. Nhưng mà cái chị kia, chị nào ở nhà lấy trước mà rồi. Nếu mà gọi điện cho chị đấy mà chị ấy chưa cho số điện, chưa cho địa chỉ thì sẽ phần Thủy Tiên nha. Sẽ phần Thủy Tiên đáng yêu nha. Không phải Thủy Tiên thối nha. Bây giờ ai hóng cái Bí Thư này đây. Ai hóng em Bí Thư này đây. Phun đổ màu luôn. Ok Nguyễn Thị Trang, cảm ơn Nguyễn Thị Trang đã chia sẻ nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã yêu quý, đã chia sẻ bài cho em và để em nhìn thấy được comment của mọi người nha. Ok, chị Phạm Thường đã cho em địa chỉ này. Ok Thủy Tiên, rồi rồi đây, em này ai hóng không? Ai hóng em xe bằng giá xỉ này. Ai hóng em xe bằng giá xỉ này. Chốt nhanh không hết nha, ngày mai em không biết là sẽ còn hay là hết này. Em không biết chắc, em không dám chắc đâu. Chỉ là em chỉ biết là em này mới về thì em sẽ sell cho mọi người thôi. Còn là em không dám chắc là ngày mai sẽ còn đâu nha. Bí Thư mã số 3, sell bằng giá xỉ 140k. Giá em này đang là 250. Giá niêm yết của em này đang 250. Giá niêm yết của em này đang 250. Sell trên live còn 140k. 140k.
Em không bán nhiều đâu nha các chị yêu nha. Ngày mai em không dám chắc là còn màu hồng và màu nâu đâu ạ. Ngày mai em nói thật với các chị là em không dám chắc là còn màu hồng với màu nâu đâu. Ai tranh thủ thì tranh thủ vừa sale đi. Có màu đen, có màu đen, Bì Thư có màu đen. Bì Thư có màu đen, có full đủ màu, màu đỏ, màu trắng nữa các chị yêu ạ. Ai lấy comment thật là nhanh. Ok chị Nguyễn Thùy Anh để cho em địa chỉ này. Vâng ok, cảm ơn chị đã cho em địa chỉ, em đỡ phải gọi điện nhá. Chị ở đâu ạ? Ở thành phố Thanh Hóa, Trang Thùy ơi, mình ở thành phố Thanh Hóa nhá. Em ở thành phố Thanh Hóa nhá. Ai lấy comment thật là nhanh. Mã số 3 cộng 1 cộng số điện thoại. Mã số 3 cộng 1 cộng số điện thoại. Sale bằng giá sỉ 140k. Ship toàn quốc 25-30k thôi. Mộc Thu hỏi cái gì ạ? Mộc Thu hỏi cái gì? Mộc Thu ơi, Mộc Thu hỏi cái gì nào? Bây giờ mới nhìn thấy comment của Mộc Thu này. Mộc Thu hỏi cái gì nào? Mã số 3 ship lăng đăng bao nhiêu cũng tầm đấy thôi bạn ơi, 25-30k. Ở cái xã nào xa lắm thì mới là 35k, còn bình thường là chị Nguyễn Thảo Nguyên chán cái gì đấy, chị chán cái gì nào? Bình thường là em ship 25-30k, nơi nào xa lắm thì mới là 35k, còn bình thường là em ship có 25-30k thôi các chị yêu nha. Ơi Thảo Nguyên hỏi cái gì ạ? À đây nha mọi người nha, em này sale bằng giá sỉ 140k, em Mì Thư siêu siêu hot đây. Ok San San, không thích em này à? Em không thích em này à San San, em sẽ để đây nha. Gu xì hàng Quảng Châu, gu xì hàng hàng Quảng Châu bạn ơi, gu xì hàng Quảng Châu này. Gu xì hàng Quảng Châu nha. Gu xì hàng Quảng Châu. Đây nha, có mỗi một chiếc thôi, hàng bom em mới bán nha, còn giá này còn cái này em đang bán hàng sale là 99k nhưng mà hàng bom em xả còn có 60k thôi. Em hỏi buôn đấy hả? Thảo Nguyên hỏi buôn thì inbox nha. Mộc Thu ơi, bây giờ mới nhìn thấy Mộc Thu bấm bấm Facebook ở chế độ xem trước nha. Ở chế độ xem trước rồi lần sau Mộc Thu sẽ săn được quà nha, Mộc Thu nha, yên tâm. Những ai tương tác tốt thì comment đều 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 hiện lên cả, những ai mà tương tác tốt này thì sẽ hiện lên nhé mọi người nha. Có gu xì, có gu xì, mọi người thích gu xì đầu rồng hay là mọi người thích cái gì ạ? Thúy Thi Nguyễn ơi, em này sale bằng giá sỉ 140k, giá em này niêm yết đang là 250, hàng đủ tăng mắc, hàng đủ tăng mắc, có ví nha, có ví nha tất cả mọi người nha. Cho em xem rõ gu xì màu đỏ hả? Đây là ví ạ, các chị muốn xem ví hay là các chị muốn xem cái gì ạ? Em này là em ví nhưng chúng ta có thể đeo chéo nha. Gu xì đen bao nhiêu ạ? Gu xì đen đây, em sale đồng giá cho các chị yêu luôn. Chúng ta có thể là vừa để làm ví mà chúng ta vừa có quay đeo chéo nha. Vừa làm ví vừa có quay đeo chéo nha các chị yêu nha. Vừa làm ví vừa có quay đeo chéo, em sale cho mọi người 99k. Gu xì đầu rồng ạ, ví hay là cái gì ạ? San San, San San muốn xem ví hay là muốn xem túi ạ? Mẫu mới về này, mẫu mới về này, ví ví nhưng chúng ta có thể đeo chéo được, sale còn 99k. Đây may may đang live ví đây, đang live ví đây, 99k em sale đồng giá luôn nha. Ví hàng Quảng Châu em sale đồng giá cho các chị yêu 99k, 99k ví đầu rồng 99k hàng Quảng Châu, ví đinh 99k hàng Quảng Châu, ví gu xì 99k hàng Quảng Châu, có hai màu, màu đen và màu đỏ. Xem cái gu xì ở dưới đất hả chị? Gu xì ở dưới đất là cái nào nhỉ chị nhỉ? Cái này đúng không? Có phải cái này không? Ví gu xì ở đây, ví gu xì đầu rồng đồng giá cho mọi người 99k. Chị yêu ơi hỏi lại cho em đi. Không, có điều, có điều nha. Điều cũng sale cho mọi người giá chỉ có 90k thôi. Anh ơi lấy cho em mấy cái điều ngoài kia vào đây. Lấy em mấy cái điều ngoài kia vào đây anh ơi. Điều nhũ á, điều nhũ trong cái kia cả. Rồi. Ok Nguyễn Thu Hương nha. Cho số điện thoại nha, các chị yêu phải cho em số điện thoại. Thủy Tiên Thối IL chưa về. Gu xì sọc xanh. Gu xì sọc xanh đây, đây gu xì sọc xanh. Có phải em này không ạ? Chị Hiền Nghĩa ơi, Bì Thư hôm nay nhà em về đủ màu, em sale còn 140k nha. Hiền Nghĩa mà lấy thì comment cho em Bì Thư cộng màu số điện thoại nha. Bì Thư cộng màu số điện thoại, đây là đi ổ nhủ nha. Đây là đi ổ nhủ nha mọi người nha. Đi ổ nhủ em sale còn giá có 90k thôi.
Ai lấy thì comment thật nhanh. Yêu nhủ cộng màu cộng số điện thoại. Em này có nhiều màu lắm. Em này hàng Quảng Châu nhiều màu lắm. Mới về luôn này. Mới về cùng với em Bì Thư này. Bì Thư em sell trên live của em còn 140k thôi các chị yêu nha. Còn đây là Dio. À, xem Bì Thư hả? Chị ơi, Bì Thư hàng M1 chị yêu ơi. Bì Thư hàng M1. Bì Thư hàng M1 ạ. Bì Thư của em là hàng M1 nha các chị yêu nha. Có hai quai, có đủ tăng mát của CNK này. Gu xì sọc xanh á chị ơi. Chị ơi, gu xì sọc xanh giá 200 nha. 200 đến 250 ở shop nha. Các shop đang 200 đến 250. Nhưng trên live của em bán nó 120 thôi. Nó có 3 màu. Màu đen, màu đỏ và màu... màu đen này, màu đỏ và màu xanh ạ. Đây em đang xả gu xì sọc xanh. Đây em xả có 120 thôi chị yêu này. Có hộp không chị? À, chị ơi, cái này là có đủ tăng mác nha chị nha. Đủ tăng mác nha. Đây ạ, đây có mác của gu xì nha chị yêu nha. Đây nha, có tăng mác của gu, có tăng mác của CNK này. Đây có tăng mác của CNK dập chìm nè. Bên trong có tăng mác của CNK dập chìm đấy nha. Có Bì Thư, có Bì Thư. Bì Thư hôm nay về đủ màu các chị yêu ơi. Ai lấy comment cho em thật là nhanh. Bì Thư cộng màu cộng số điện thoại này. Giá 250k đến 300 tại shop. Nhưng em sell trên live của em giá có 140 bằng giá sỉ này. Ai lấy thì comment thật là nhanh này. Ai lấy comment thật là nhanh. Em bán bằng giá sỉ em sell cho các chị yêu nha. Vâng ạ, vâng ạ. 120k chị yêu ơi. Có Bì Thư màu đen ạ. Có Bì Thư màu đen. Hôm nay nhiều hàng quá mọi người ạ. Mọi người cứ chờ em một chút. Em sẽ like đầy đủ luôn. Nay nhiều hàng quá. Có Bì Thư màu đen này. Ai lấy thì comment màu cho em nha. Ai lấy thì comment Bì Thư cộng màu số điện thoại cho em này. Giá đang là 2. Ở đây, đây bò đây. Có bò. Nay Bì Thư về đủ màu luôn. Mới về đủ màu luôn ạ. Mới về đủ màu luôn các chị yêu nha. Ai lấy comment thật là nhanh này. Ai lấy comment thật là nhanh này. À, Bì Thư cộng màu cộng số điện thoại nha. Hôm nay nhà em mới về đủ màu. Em chưa kịp đăng bán đâu. Em chưa kịp đăng bán đâu các chị yêu ạ. Chưa kịp đăng bán mà đã like cho các chị yêu rồi này. Đã like xả cho các chị yêu để lấy may này. Hàng mới về này. Mới khui thùng hàng này. Mới khui thùng hàng Bì Thư về này. Ai lấy comment thật là nhanh nha. Bì Thư này. Bì Thư cộng màu số điện thoại này. Vâng, chốt cho chị Vi Trần này. Vâng, cảm ơn chị Vi Trần. Chị Vi Trần rất cẩn thận khi cho em cả tên túi này, cả số tiền này, cả số điện thoại, cả địa chỉ nha. Em cảm ơn chị Vi Trần nha. Để cho em đầy đủ thông tin nha. Em muốn thế nào ạ? À? Em muốn là mở hàng nha. Mở hàng em này mới về. Em chưa hề đăng lên Facebook đâu ạ. À. Em chưa hề đăng bán, em chưa hề giao bán em này nha. Mới khui ở trong thùng ra này. Em muốn bán cho mọi người này để mở hàng này. Ngày mai sẽ xỉ sẽ lấy rất 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 là nhiều này. Ngày mai em sẽ đổi cho xỉ này. Không biết là có còn đủ màu để em bán cho các chị yêu không ạ? Không có biết là còn đủ màu để bán cho các chị yêu không. Nên là hôm nay em phải like luôn nha. Biết là giờ này mạng hơi kém nhưng mà em sẽ like luôn này. À, các chị yêu muốn em lấy cái gì cho các chị yêu xem nữa ạ? Màu hồng này cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. Ôi giời ơi, chị Vi Trần đừng mặc cả với em này đi. chị có biết rằng là nếu như thế là các chị ở các huyện xa là phí hoặc là hàng nặng một chút nó sẽ lên 40-45k. Nhưng mà em sẽ tính cho các chị là chỉ có giá là 25-30k thôi. Nơi xa lắm là mới lên 30k. À, chị ơi, ship thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 4-5 ngày nhận được chị nhá. Và phí là khoảng tầm 25-30k. Ở nơi nào xa lắm thì mới là 35. Còn em ship thì thường em sẽ thấy. Còn bình thường là chỉ có 25-30k. Chị yêu ơi, Bì Thư em đang sell nha. Em đang sell trên live của em giá có 140k. Giá 140k. Ok, chị Vi Trần này. Em đang sell còn 140k nha. Giá của em này đang 250. Có nơi bán 270-280. Có nơi bán lên đến 300. Nhưng riêng trong live của em bán bằng giá sỉ nha. Bán bằng giá sỉ 140k. Các chị yêu mà ai muốn tranh thủ vượt sale thì chúng ta vượt sale đi ạ. Có túi du lịch chị ơi. Có túi du lịch. Có túi du lịch ạ. Có ví cầm tay nhiều lắm. Hôm nay em về nhiều ví cầm tay hàng. Em sell các chị đồng giá 99k thôi. Em sell các chị yêu đồng giá 99k. Ví cầm tay đinh. Ví cầm tay đầu rồng. Gu xì đầu rồng. Ví cầm tay gu xì có màu đỏ màu đen này. Em sale còn 99k rồi các chị ạ. 99k. Đây là sale đồng giá luôn nha. Có túi du lịch chị yêu ơi. Có túi du lịch. Chờ chút em lấy túi du lịch ạ.
Có túi du lịch nha, túi du lịch của Chanel này. Có túi du lịch của Chanel đây ạ. Size 50 nha chị Bích Ngọc nha, size 50 nha. À, em này giá 200 em sale trên live của em còn 120. Rất nhiều chị mua túi này rồi ạ. Rất nhiều chị mua túi này rồi. Da cực mềm luôn chị nha, size 50 nha. Ai lấy thì comment cho em túi du lịch cộng số điện thoại này, giá 200 sale trên live của em còn có 120 thôi. Bỏ qua luôn này. Em bỏ qua luôn này, đây là túi du lịch này. Tại vì nó to quá nên em phải cho nó về vị trí ở phía sau nha mọi người nha. Ví cầm tay này, có quai đeo bơ chéo này. Sale còn 99k các chị yêu ạ. 99k. 99k thôi. 99k thôi, ai nhanh tay thì lấy nhanh nha, không là hết màu nha. Có màu đỏ và màu đen ạ. Ví này chúng ta có thể có quai đeo chéo được nha. Ai muốn lại Bì Thư đằng sau có túi không chị? Có túi là cái gì ạ? Có gì có cái gì à bạn? Bạn Hiền Nghĩa muốn hỏi cái gì nhỉ? Em Bì Thư này á, em Bì Thư này là có tang mác này. Có logo dập của Chanel này. Có logo dập của Chanel này. Em này là chuẩn hàng F1 của CNK nha. Chuẩn hàng F1 của CNK. Chị ơi, túi Bì Thư em sale trên live của em giá có 140 thôi chị yêu nha. Có 140 thôi ạ. À. Ai lấy comment thật là nhanh thì ngày mai không biết là có còn đủ các màu không. Hôm nay thì hiện tại em còn đủ màu nha, màu trắng, màu đen, màu hồng đổ, màu nâu. À, sau lưng Bì Thư hả? Sau lưng Bì Thư là em Dio này đây. Em Dio này, ôi em Dio nhũ này đây, sale còn có giá 90k thôi. Chị cho em cái màu đỏ có hột. Màu đỏ có hột đấy hả? Đinh hả? Có phải không? Ai lại? Chị Bích Ngọc ơi, túi du lịch có duy nhất một màu đen thôi chị yêu ạ. Có duy nhất một màu đen thôi. Dio nhũ này em share cho mọi người giá có 90k thôi. Quá rẻ luôn. Hàng Quảng Châu này. Quá rẻ luôn mọi người ạ. À rồi, quay mặt sau của Bì Thư. Em này thì trước sau đều đẹp như một. Sau đều đẹp, trước đều đẹp, bên trong đều đẹp. Đây. Bên trong này, đằng sau có một cái quai bé bé xinh xinh. À, có một cái ngăn bé bé xinh xinh này. Đây, em cho mọi người xem tổng thể luôn nha. Đây là một ngăn phụ, một ngăn chính. Tiếp tục một ngăn phụ có tag mark của CNK. Em Bì Thư này hôm nay mới về này. Các chị yêu của em hôm trước hỏi nhiều lắm. Nhiều cái màu này, hồng và màu nâu lắm. Nhưng mà không có mà bán. Chính thức hôm nay em này mới về thì em khui luôn này, khui và em like luôn này, khoe hàng mới với tất cả mọi người. Em bán giá 140 bằng giá sỉ này, bằng giá sỉ để em tri ân tất cả mọi người nha. Và em để em mở hàng nha, mở hàng thùng hàng mới nha. Mở hàng thùng hàng mới giá chỉ có 140 thôi nha. Em này về hôm nay nhà em mới về đủ màu luôn. Màu hồng này, màu nâu này. Màu nâu thì nhìn em thấy nhìn nó rất là tây, màu hồng nhìn nó nhẹ nhàng baby nha. Gu xì đen túi sách bao nhiêu? Gu xì đen à? Gu xì đen túi sách hả chị yêu? Chờ em chút nha. Cái này em sale còn 99 này chị yêu này. Gu xì này em sale còn 99k này. Gu xì này em sale còn 99k đây ở bên trong này. Đây nha, gu xì này em sale còn 99 nha chị yêu nha. Gu xì này là em sale còn 99k, có hai màu, màu đen và màu đỏ. Em sale trên live của em giá 99k này. Chị yêu nào lấy thì comment gu xì 99k cộng số điện thoại này, cộng màu này. Có 99k thôi. Bây giờ ai muốn em xem, muốn xem cái gì em sẽ lấy cho mọi người xem nào. Ai muốn xem cái gì em sẽ lấy cho mọi người xem cái đấy nha. Mọi người cứ comment đi ạ. À, hôm nay nhà em về nhiều hàng mới lắm. Dio nhũ đây. Dio nhũ em sale trên live của em. Ok. Ok Hiền Nghĩa nha. Ok Hiền Nghĩa cũng rất cẩn thận này, cho địa chỉ, cho số điện thoại luôn này. Em Dio nhũ này xinh quá cho mọi người ạ. Xinh mà em bán có, mọi người có biết em bán giá bao nhiêu không ạ? Em bán có 90k thôi, hàng mới về nha, mở hàng luôn nha. Giá mở hàng 90k các chị yêu ơi, ai lấy thì comment thật là nhanh. Dio nhũ cộng số điện thoại. Cái trên to hơn cái chị màu đen. Không hiểu luôn mọi người ơi, em không hiểu. Chị Nghi Nguyễn ơi, ship toàn quốc khoảng tầm 25-30k nha. Ở các nơi nào xa lắm mới lên 35k. Còn bình thường em ship đều là 25-30k. Harry Phạm ơi, muốn xem cái gì nhỉ? Ok, Hiền Nghĩa nha. Ok, Hiền Nghĩa nha. Nguyễn Thị, Bích Thúy, Bì Thư hả? Đây, Bì Thư, đây, Bì Thư. Em nói nãy đến giờ, em nói mà có một chị nào giận em. Tại vì em nói về em Bì Thư này nhiều quá mọi người ạ.
hàng đẹp nên em nói nhiều quá nên chị ấy bảo là em nói nhiều quá. Đây nha mọi người nha, em bì thư này đây ạ. Giá chỉ có 140k bằng giá sỉ, giá niêm yết của em này là 250, có shop bán lên đến 300. Nhưng mà riêng em bán chỉ có 140k. Ai lấy comment thật là nhanh, bì thư cộng mộng số điện thoại. Xem channel á chị. Ok Hiền Nghĩa. Thích hộp thì có hộp thôi, có gì đâu. Chỉ tội là hộp thì sợ là nó nặng lên, tiền cước của Hiền Nghĩa thêm một tí đấy. Nhi Nguyễn ơi, cái này là 140k, em sell bằng giá sỉ 140k để mở hàng. Cái túi đen sát thường đó trị giá bao nhiêu? Túi đen nào nhà bạn nhỉ? Túi này hả? Túi này là 120 sell trên live, 200 sell trên live, còn 120. Đây là túi du lịch hàng Quảng Châu, da cực mềm luôn mọi người nha. Da cực mềm, ai lấy comment cho em này, túi du lịch này. Túi du lịch Chanel cộng số điện thoại nha. Ai lấy nhớ comment cho em túi du lịch Chanel cộng số điện thoại này. Đó, em phải ném về sau này vì lý do là em này to quá, che hết cả các túi khác. Nên là em phải ném về sau đấy ạ, à, mọi người ạ. Nó to, nó che hết tất cả các hàng của em nên là em phải nên bỏ về sau đấy ạ. À. Đấy, chị Ngọc Bích ơi, em vừa cho chị xem đây ạ, à. Em vừa cho chị xem đây. Giá 200 em xem có 120 trên like thôi. Dạ, size của em nó là size 50. Cực kỳ đẹp luôn, da mềm lắm chị ạ. Da mềm nó không bao giờ các chị lo lỗi mốt đâu nha. Giá 200 sale trên like của 120, cái này em bán được nhiều lắm. Sỉ của em bán được nhiều, mà em bán được nhiều. Khách lẻ khách sỉ rất nhiều. Nên hình như mọi người mùa này mùa du lịch mọi người rất thích là một cái túi để chúng ta đi du lịch. Mềm lắm mọi người ạ, mềm lắm, cực kỳ chắc chắn luôn, đừng tha hồ luôn ạ. Đây giá của nó 200, em sale trên like của em giá còn có 120 thôi. Giá còn có 120 các chị yêu ạ. Các chị yêu bây giờ muốn xem cái gì nào? Muốn xem cái gì nào các chị yêu? Muốn xem cái gì thì comment thật là nhanh. Comment thật là nhanh ạ. Em bì thư này đẹp quá. Lúc này các chị yêu hình như thích cái này lắm. Thích em bì thư này lắm. Em này quá đẹp luôn. Đẹp quá đây, mọi người thích cũng đúng rồi. Em này nhìn tây lắm mọi người ạ. Lấy cả hai đi Hiền Nghĩa ơi, đẹp lắm. Hai cái màu này chạy nhất. Thề luôn là hai cái màu chạy này chạy nhất. Bao giờ hết cũng hết hai cái màu này đầu tiên. Hết cũng hết hai cái màu này đầu tiên. Ví đi chị ơi à. Rồi chờ chút nha. Hết là hết hai cái này, hai màu này đầu tiên này. Hai màu này là hết đầu tiên mọi người ạ. Quá đẹp luôn. Ví này mọi người này, ví này 99k này. Hàng Quảng Châu này, em sell ví đinh 99k. Có quai đeo bên, có quai đeo chéo này. Có quai đeo chéo này. Ok Hiền Nghĩa, chốt cho em màu bò. Màu bò thì nhìn nó tây, màu đen thì nhìn nó kiểu là baby á, nhẹ nhàng á. Nói chung màu nào cũng đẹp, hai màu đấy màu nào cũng đẹp. 99k nha các chị yêu ơi. Giá 170, sale còn 99. Nhanh tay lên các chị yêu ơi. À, còn đen không ạ? Còn đen. Ví này có đen, có hai màu đen và đỏ. Ai lấy comment cho em ví đinh cộng số điện thoại. Ví đinh nhà em có hai màu, màu đen và màu đỏ nha các chị yêu nha. 170 sale còn 99 trên like, tắt like không còn giá này luôn, trở về giá 170 các chị yêu ạ. Ok Hiền Nghĩa nha, gửi luôn. Tí chốc là đóng gói và sáng mai sẽ gửi sớm cho Hiền Nghĩa nha. Sáng mai sẽ gửi sớm cho Hiền Nghĩa nha. Đây ạ, 99k các chị yêu ơi, 99k này, ai lấy comment thật là nhanh, ví đinh cộng màu số điện thoại, có hai màu này em xem còn 99 nha. Hàng Quảng Châu mềm lắm mọi người ạ. Da mềm lắm nha, đựng vừa blush nha. Hôm trước các chị yêu cứ hỏi đựng vừa blush, hôm nay chính thức là vừa blush rồi đây, các chị yêu nhanh vào đi. Ok Hiền Nghĩa. Đây quá đẹp luôn mọi người ạ. Đẹp lắm, nhiều ngăn lắm. Hai ngăn, ba ngăn. 3 ngăn, em này 3 ngăn. Em này 3 ngăn. Giá 170, sale trên like còn 99. Sale trên like còn 99 nha các chị yêu nha. Sale trên like còn 99 này à, nhiều lắm, nhiều ví lắm. Hôm nay về nhiều ví lắm đây mọi người ạ. Hôm nay về rất nhiều ví. Đây, ví ngu xì này. Ví ngu xì này mọi người này. Ví ngu xì cũng mới về này. Ví ngu xì cũng sale 99 này. À, bì thư thừa vừa blush ra, thoải mái luôn nha. Blush x cũng x blush cũng vừa nha. Hiền Nghĩa cứ yên tâm là em này bảo đảm là siêu đẹp, nhìn tây lắm. Em này đắt hàng giả man luôn.
không có mà bán. Em thề rằng cách đây một nửa tháng trở lại đây em không có bì thư hai màu này để em bán. Mọi người cứ hỏi em là màu bò rồi màu hồng mà em không có mà bán. Túi bì thư sale trên live của em còn 140k các chị yêu nha, hàng mới về mới khui trong thùng ra. Sale bằng giá sỉ này, mở hàng sale bằng giá sỉ này. 140k, đủ màu, màu gì cũng có. Có túi gu xì đỏ không ạ? À? Có gu xì đỏ luôn. Có gu xì đỏ luôn, sale còn 99. Gu xì đỏ sale còn 99 nha. Ai lấy comment gu xì 99k cộng số điện thoại cộng màu. Gu xì 99k cộng màu cộng số điện thoại. 99k em gu xì màu đỏ này đây ạ. Còn đây là em bì thư. Chú em thích bì thư quá nha mọi người ạ. Em bán hàng mà em đang thích bì thư chứ đừng có kể nghỉ, kể khách này nhá. Ví khác đây chị ơi hả? Thu Trang có thích ví rồng này không? Thu Trang có thích ví điều rồng này không? Đây đây là ví điều rồng này. Có hai màu này, màu đen và màu đỏ này. Sale còn có 99 thôi. Em bán quá rẻ luôn. Hàng Quảng Châu em bán có 99k thôi, quá rẻ luôn. Em này đựng vừa blush này. Đây còn ví này thì em sale cũng còn có 99 thôi. Hôm nay sale sale kịch sàn luôn, cái gì cũng có 99 rồi nhỉ. Cái gì hôm nay nhiều thứ 99 quá mọi người ạ. Đây là em này full hộp của Chanel này. Em ví này full hộp của Chanel sale còn 99k này. Em này là hàng súp nha. Em này hàng super nha. Đây ví nhỏ đây, em này hàng super này. Mới về của em này là hàng súp thôi. Mới về của em này là hàng súp đây. Em này hàng súp sale còn 99 này. Có màu bạc mà màu bạc là em chồng em lấy rồi. Zele Valentino hả? Valentino cháy hàng rồi. Cháy hàng Valentino rồi. Chỉ có về được Gucci và CNK và Chanel thôi. HM thôi. Valentino tạm thời cháy hàng. Tạm thời cháy hàng. Chắc ngày mai ngày kia thì lấy Valentino sẽ về. Đây nha, đây là Chanel nha. Đây là ví full hộp của Chanel. Em ví này là full hộp của Chanel. Em này là hàng super. Sale mọi người giá 99. Em này là hàng xịn đấy nhá, da cực mềm luôn. À, có cả màu bạc. Màu bạc em chồng em lấy rồi mọi người ạ. Màu bạc em chồng em thấy đẹp quá, lấy luôn. Nên là nhà em còn có màu ở kho đang còn màu bạc. Còn hiện tại ở nhà thì đang còn còn có màu đỏ và màu đen thôi. Em chồng em lấy rồi. Không phải cái màu đen đúng à chị? Như Nguyễn là cái hỏi cái gì nhỉ? À, Thủy Tít ơi. Cái ví màu hồng này hết rồi. Chị chuyển màu ví bé. Đây là bé rồi gì Thu Trang? Đây là bé rồi mà, bé tí. Size bé mà, cái này bé rồi. Thủy Tít ơi, cái mẫu Chanel hôm trước hết rồi nha. Em mà bảo chị bảo em mua thì em không mua đi, cháy hàng rồi. Còn có một màu đen thôi. Em Chanel kia cháy hàng rồi, còn có duy nhất một màu đen thôi, cháy hàng rồi. Các chị yêu tranh thủ vượt sale đi, không là ngày mai ngày kia hết, chẳng còn màu cho chúng ta lựa chọn đâu. Không còn màu cho chúng ta lựa chọn đâu các chị yêu ạ. Nên là các chị yêu nào mà muốn mua hàng sale thì phải tranh thủ nhanh lên, không là sẽ không còn đâu. Có thể cái bì thư này này, nếu mà mọi người không tranh thủ mua sẽ không còn đâu ạ, không còn màu đâu. Màu nâu và màu hồng hai màu không còn đâu ạ. Thủy Tít ơi hết rồi, hết màu hồng rồi Thủy Tít ơi, bảo mua đi thì không mua, hết rồi. Hàng người toàn hàng super, lâu lắm mới về được đến Việt Nam. Rất rất lâu mới về được đến Việt Nam. Nên là tranh thủ chúng ta tranh thủ vượt sale đi, không là sẽ không còn đâu ạ, không là sẽ không còn đâu các chị đâu ạ. Không còn đâu, vì thư hôm nay em cũng sale luôn. Bì thư cũng sale rồi, deal hôm nay sale còn có 90k, quá rẻ luôn. Em bì thư này, em deal này mà sale còn có giá 90k thôi, quá rẻ, quá xuất sắc luôn mà có 90k thôi. Quá rẻ luôn các chị yêu ạ. Chị Ngọc Bích xem đi xem lại có mua cho em mua cái gì không nào chị ơi. Chị Ngọc Bích ơi, đây là ví đinh đây. Ví đinh mềm lắm chị ạ, da mềm lắm, đựng vừa mà lớt nha. Bên trong là có quai này chị này, bên trong là có quai đeo nhá chị yêu nhá. Đây có quai nhá để chúng ta đeo nhá. Đeo chéo đều được mà chúng ta muốn làm ví cầm tay đều được ạ. Đây ạ, mềm lắm, da cực cực mềm luôn chị ạ.
da mềm lắm, cực kỳ mềm luôn ạ. Em sale còn có 99k thôi, em sale còn có 99k thôi ạ. Ví đinh này. À, muốn xem cái bạc hả? Đây, đây là cái bạc video đây. Có cả đen pha bạc nữa, còn đây là màu bạc này, đây là màu đen này, có cả đen pha bạc nữa. Dio sale còn 99k. Ai lấy comment cho em, Dio nhủ. Cộng màu cộng số điện thoại có 3 màu, màu đen, màu bạc và màu bạc pha đen. Màu đen, màu bạc và màu bạc pha đen, có 3 màu. Sale còn 90k. Em sale giá cực rẻ luôn đấy, nên là các chị yêu nào lấy thì phải comment thật là nhanh nha. Comment thật là nhanh, không là sẽ không còn đâu. Đây này, em đẹp quá, ống ánh lấp lánh nhìn rất rất là sang trọng. Gắn, nhủ gắn cực kỳ chắc chắn luôn, không bao giờ biết rơi ra luôn. Không bao giờ biết rơi ra luôn mọi người ạ, không bao giờ biết rơi ra luôn, cực kỳ chắc chắn. Túi mì thư ạ? À, chị Như Nguyễn là cái này có 90 thôi. Deal 90, sale kịch sàng luôn, 90k. Như Nguyễn mà lấy comment Deal cộng màu cộng số điện thoại có 3 màu, màu đen, màu bạc pha đen. Như Nguyễn mà lấy comment thật là nhanh, không là sẽ hết màu. Đẹp quá, quá đẹp luôn mọi người ạ, có 90k. Không ai bán rẻ bằng em. Túi bò chị yêu ơi, túi bò em sale trên live của em còn có 140 thôi nha. Giá của em này đang niêm yết là 250, em sale trên live của em có 140 luôn. 140 luôn các chị yêu ạ. Hàng em một có tang mác của CNK này, có tang mác của CNK dập chìm này. Bên trong có tang mác của CNK dập chìm này. Phong cực kỳ chắc chắn, da cực dày luôn mọi người ạ, da cực dày luôn. Em này quá quá đẹp luôn mọi người ạ, đẹp quá. Em này là em chưa đăng đâu, chốc nữa em đăng ở Sĩ Mai sẽ báo số lượng rất rất là nhiều. Không còn biết là có đủ màu cho các chị yêu nữa không. Vì là chị Hồng Anh ơi, túi đính đá à chị yêu? Túi đính đá hôm nay chưa về túi đính đá chị ạ. Chị Hồng Anh hôm nay chưa về túi đính đá đâu ạ. Hôm nay mới về có túi CNK này thôi và túi Dio thôi chị ạ. Túi đính đá chưa về và về ví cầm tay. Về ví cầm tay, ví cầm tay thôi chị ạ. Ê nha, quá đẹp luôn. Xinh xinh muốn xem túi trắng kia bao nhiêu á. Túi này á bạn ơi, túi này sale còn 99 thôi. Túi Dio này sale còn 99 thôi. Đây là màu bạc nha, xinh xinh nha. Sale còn 99 thôi. Ai lấy comment thật là nhanh. Dio cộng màu cộng số điện thoại có màu đen, có màu đen, màu bạc và màu bạc pha đen. Này chính thức là hàng mới nhá. Chung hàng mới em đều like cho các chị yêu vào để săn để vừa sale hết ạ. Đây toàn hàng mới này, mới toanh luôn. Em Mỹ Thư này là thực ra là hôm trước là em còn màu đen và màu trắng. À cái túi đá xuất xứ á chị, đây đây, chờ chút. Đây, em để nó ở vị trí ở đây. Đây, đây là túi hàng xuất xứ. Có tang mác này, hàng xuất xứ chị yêu ạ. Đây là hàng xuất xứ này. Đây là hàng xuất xứ nha. Vâng ạ, chị Ngọc Bích và một túi du lịch này. Vâng ạ. Chị Ngọc Bích là mua một ví đầu rồng màu đỏ và một túi du lịch. Chị Bích Ngọc là cho em số điện thoại là em sẽ chốt đơn cho chị Bích Ngọc ạ. Đây chị Hùng Anh nha. Đây này em mở chị xem này. Em mở chị xem này, đây là một ngăn này. Một ngăn này. Đây là một ngăn ạ. Tiếp tục bên đây lại một ngăn nữa, tức là cái túi này có hai ngăn tách biệt chị nhá. Hai ngăn tách biệt, đây là một ngăn nữa chị yêu nha. Đây là một ngăn nữa này. Đây 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 một ngăn nữa này, đây là một ngăn này. Túi này có hai ngăn tách biệt chị yêu ạ. Đây là hàng của Zaza xuất xứ. Lily Lương ơi, màu này là màu vàng bò. Màu vàng bò là một túi mì thư. Giá 250. Giá niêm yết em này của em này là hàng F1 250, như em sale trên live của em giá 140. Các chị yêu mà nhận em túi mì thư, nhận tất cả các túi của em mà đẹp thì feedback cho em nha, feedback cho em nha. Đây ạ, giá 250, có nơi bán 270, 280, 300, nhưng em chỉ có bán bằng 140 thôi.
140 hôm nay về nhà em về đủ màu nha. Các chị yêu nào lấy thì còn bên em túi bì thư cộng màu số điện thoại. Đây là túi túi da, túi hàng da xuất xứ. À, hiện tại túi này còn có 3 hay 4 túi thôi ấy. Chị yêu ơi, túi này em xem còn 130 chị Hùng Anh ạ. 130. Hàng xuất xứ này chị này. Chị nhìn nha, tag mark của hàng xuất xứ này. Đây em quay chị xem, em quay sát lại máy quay cho chị xem này. Đây ạ, em sale còn 130 thôi ạ. Đây là túi hàng da. Đây là quai chị này. Quai da pha với xích. Quai da pha xích. Đây ạ. Đây là hàng xuất xứ của da. Hàng xuất xứ của da. Nói chung là còn có 3-4 chiếc thôi. 3-4 chiếc thôi ạ. Em sale là còn có 130 chị yêu nha. Chị Hùng Anh mà lấy thì inbox cho em nha chị Hùng Anh nha. Chị Hùng Anh là một khách quen của em rồi. À, chị Ngọc Bích ơi, túi xuất xứ em sale còn giá 130. 130 thôi chị yêu nha, hàng xuất xứ. Hàng da xuất xứ này. Đây ạ, hàng da xuất xứ. Em sale trên live của em giá có 130. Túi đính ngọc. Túi đính ngọc ạ, 130 thôi ạ. Em qua mã nha. Em qua mã nha các chị yêu nha, em qua mã nha. Các chị yêu muốn em lấy túi gì cho các chị yêu xem nữa nào. Cả ngày em nói em hơi mệt luôn. Nói nhiều quá các chị yêu ạ. Bán like một mình em nói mà nên nói rất là nhiều. Nói rất nhiều nên là khàn cả cổ rồi. Lúc này có chị nào còn bảo em nói nhiều quá. Nói quá nhiều. Không bỏ vừa cuốn vở đâu chị yêu ạ. Không bỏ vừa cuốn vở. Chỉ bỏ vừa được size 20 chị ạ. Size 20 bỏ vừa được một quyển sổ thôi. Không bỏ vừa được đâu. Không bảo vừa được cuốn vở đâu chị ạ. Đây nhá, size 20 thôi chị Hùng Anh ơi. Size 20 thôi ạ. Size 20 thôi nhá chị yêu nha. Chị Hùng Anh lấy túi lấy túi hoa trà chưa? Chị Hùng Anh của em là lấy túi hoa trà chưa? Em lấy túi hoa trà chị xem này. Túi này là túi công sở này. Túi này là túi công sở chị yêu này. Túi này là hàng Quảng Châu, có đầy đủ tang mác của Chanel. Em này là hàng công sở. Chị có thể bỏ được túi này chị có thể bỏ được A4, chị bỏ được sách vở này, A4 này. Đây là em Chanel này. Em Chanel này là hàng Quảng Châu, có đầy đủ tang mác của Chanel. Em này là đầy đủ tang mác của Chanel ạ. Đây ạ, đây là đầy đủ tang mác của Chanel chị nhá. Đầy đủ tang mác của Chanel. Em này thì đựng vừa sách vở, đựng vừa A4, nói chung đựng nhiều thứ. Nay khách đến tận nhà em lấy em này này. Và lấy bì thư. Nói chung là những hàng hot thì tất cả các chị đều rất là ưng. Đây ạ, đây da mềm nhá. Da cực kỳ mềm. Em gọi cái này là chậu hoa hồng. Em gọi nó với một cái tên gọi là chậu hoa hồng. Nó đây ạ, có quai này, quai chúng ta xách này. Công sở dành cho các chị công sở. Cho các chị đi chơi muốn đựng quần áo cho con. Công sở thì bỏ A4, bỏ sách vở đều vừa nhá. Đây ạ, đều vừa. Size em này là size 40. À vâng chị ơi, chị Hùng Anh mà muốn để vừa sách vở thì mà túi mà đeo chéo thì hơi khó một chút. Tại vì có size to nhất là size 26, mà size 26 thì cũng chưa chắc là đựng vừa được sách vở. Size 26 cũng chưa chắc là đựng được vừa sách vở chị Hùng Anh ạ. Nên là hơi khó đấy chị yêu ạ. Hơi khó đấy ạ. Các chị yêu muốn xem túi gì để em lấy cho các chị yêu xem nào. Đây hàng về nhiều thứ lắm. Nhiều thứ đẹp quá. 90k điều nhũ. Phí cũng rất là rẻ. Cảm ơn chị Hùng Anh ơi. Chị đáng yêu lắm. Một khách coi như là gọi điện cho em nha. Gọi điện trực tiếp cho em luôn. Để đặt túi. Không buồn đặt trên điện thoại nữa luôn. Không buồn inbox nữa luôn. Gọi trực tiếp luôn nha. Chị Hùng Anh ấy. Đây. Túi hồng bao nhiêu? Túi hồng em sale còn 140 nha. Giá 250, giá niêm yết 250 em sale 140, nhanh không là hết, chẳng còn đâu. Khách sỉ của em ôm nhiều lắm. Em chỉ cần đăng lên là khách sỉ đặt gạch ầm ầm á, không biết là còn không nữa cơ. Nhưng mà hàng hot mới về đang đủ màu nên khoe mọi người thôi ạ.
giá 250, sale trên Line có 140 thôi, không còn nhiều đâu, không còn nhiều đâu ạ. Chào Meo Meo, Meo Meo ơi, Meo Meo có ở trên Line thì Meo 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 inbox cho chị nha. Có một cái túi cartoon, gọi là nhân viên mới bọc nó hơi bị chắc quá nên nó hơi bị xẹp cái túi nên là Meo. Rồi xin chào Meo Meo. Meo Meo bảo là Meo Meo có gì Meo Meo gửi lại cho chị nha Meo Meo nha. Đây nha. Quá đẹp luôn. Mình lúc nào cũng có trách nhiệm với khách hàng, lúc nào cũng có trách nhiệm với hàng hóa. Xin chào Thùy Dung, Thùy Oanh. Lúc nào mình cũng phải có trách nhiệm với hàng hóa của mình hết. Thực lòng như thế, nhưng mà chỉ tội là mình quá quá bận, mình không thể là một mình có thể gói hàng, không thể một mình để kiểm tra hàng hết được. Mình còn phải nhờ thêm người. Valentino Nam Đinh. Valentino hôm nay chưa về Meo Meo ạ. Chị ơi, ví cầm tay đầu rồng em chỉ có màu đen và màu nâu thôi. Ở bên Quảng Châu gửi về có màu đen và màu nâu thôi chị yêu ạ. Đây, siêu đẹp luôn, chỉ về có mình màu đen và màu đen màu đỏ, màu đen màu đỏ. Ơi, Meo Meo hỏi gì đấy? Cái màu đen tay chị cầm cho em xem đi. Đây à, cái màu đen nào? Đây là cái điều. Đây là cái điều nha Meo Meo nha. Đây là cái điều Meo đây nha. Sale có 90k thôi. Điều nhũ này em sale có 90k thôi. Có 90k thôi ạ. Còn đây là ví cầm tay này, ví cầm tay thì có hai màu. Là màu đỏ và màu đen. Có hai màu thôi ạ. Có hai màu thôi nha chị Hùng Anh nha. Ở hàng bên Quảng Châu về có duy nhất hai màu với chị ạ, không có màu hồng nữa cơ. Em nếu mà có đầy đủ màu thì em lấy cả, nhưng mà hàng bên đấy về chỉ có hai màu, màu đen và màu đỏ thôi ạ. Không chị ơi, Meo Meo muốn hỏi cái nào nhờ? Meo 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 muốn hỏi cái nào à? Meo Meo đang có một bạn khách hỏi sỉ chốc nữa. À, phí cầm tay à? Phí cầm tay sale 99k thôi Meo Meo ạ. Phí cầm tay này, đầu rồng 99 này, đinh cũng 99, vu xì cũng 99, tất cả các thứ ở đây đều 99 cả. Ví cầm tay cũng 99 này, ví cầm tay đinh cũng 99, 99k thôi đấy. Giá của nó là 170, sale trên Line có 99k thôi. Đây, sale trên Line đây có 99k thôi này, 99k thôi ạ. À, ai lấy thì ai lấy cái gì thì comment cho em nhá. Có màu có hai màu, màu đen và màu đỏ. Đây là gu xì này, đây là đinh này mọi người này, đây là gu xì, đây là đinh, hàng Quảng Châu da mềm mọi người nhá, hàng Quảng Châu da mềm nhá. Đây là đinh đen, đinh đỏ, gu xì đầu rồng đen, gu xì đầu rồng đỏ. Hôm nay nhà em về quá nhiều ví luôn, rất rất nhiều ví đựng vừa và lớt. Mọi người muốn hỏi gì thì comment cho em đi nhá, comment cho em đi. Thì em sẽ trả lời mọi người nha. Không có lúc đầu like thì mọi người hỏi em dồn dập quá, em không kịp trả lời ấy. Em không kịp trả lời. Em mọi người bây giờ muốn muốn cái gì thì mọi người comment cho em đi. Muốn lấy cái gì thì mọi người comment cho em đi ạ. Dạ vâng vâng. Vâng chị Hồng Anh ạ. Có mẫu nào thì em sẽ inbox cho chị đầu tiên. Có mẫu nào mới em sẽ inbox cho chị đầu tiên. Chí Quang muốn hỏi cái gì đấy? Ví tiền à Chí Quang? Có ví tiền của em này thôi. Em channel hôm trước mà gửi hình cho Chí Quang đã hết rồi nhá. Chí Quang đã hết rồi nhá. Còn có màu đen thôi. Còn cái em ví này mới về thì có màu đen, màu đỏ và màu bạc Chí Quang nhá. Đây là phun hộp, hàng xúc phun hộp nha. Đây, còn ví này là ví cầm tay. Ví cầm tay màu đinh. Dạ vâng, em cảm ơn chị Hùng Anh. Chị Hùng Anh là một khách quen thường xuyên mua túi của em. Chị Hùng Anh là một khách quen thường xuyên mua túi liên tục luôn. Chị mua rất rất nhiều túi bên em.
Em bán hàng mới biết nhiều khách sỉ rất đáng yêu mọi người ạ. Nhiều khách sỉ rất đáng yêu. Còn những ai mà bom hàng của em thì em ghét lắm. Những ai mà bom hàng của em thì em ghét lắm. Vì thực sự là như thế này, khi mà em like em đã bán giá sale rồi, mà khi em lại gọi điện một lần nữa để em xin địa chỉ, thì ví dụ có thể các chị muốn thay đổi ý đúng không? Có nhiều chị, nhiều mỗi người mới tính. Chúng ta không phải ai tính giống ai cả. Nếu như thế các chị mà muốn thay đổi, không muốn lấy hàng không sao. Mà chị, em ơi chị hủy đơn không sao hết. Bảo vâng ạ, không sao hết, nhưng mà đừng đừng có để coi như là hàng em chuyển đi xong rồi bắt đầu các chị bom hàng là em ghét lắm. Mấy người nhưng mà không phải là những người trung tuổi đâu, mà những mấy em mà nhỏ nhỏ ít ít tuổi đấy ạ. Bom hàng của em ít ít tuổi đấy. Bực mình lắm, tại vì là một cái ví như thế này, công đóng gói công bọc rồi bắt đầu cước chuyển đi cước chuyển về. Bán hàng sale rồi. Ơi, meme hỏi gì? Meme hỏi gì nào? Meme muốn xem cái gì? Meme ơi, muốn xem cái gì? Meme có thích cái bì thư hồng này không? Meme. À rồi, nãy giờ có khách à? Rồi ok meme. Meme có thích cái túi bì thư hồng này không? Bì thư nâu này nhiều thứ lắm. Meo meo muốn lấy muốn xem cái gì nhỉ? Coi lại cái chị đang cầm. Cái chị đang cầm có phải là cái ví không? Ví cầm tay à? Meo meo muốn xem ví cầm tay à meo meo? Đây là ví cầm tay đinh này. Đây là ví cầm tay đinh này. Ví cầm tay đầu rồng này. Meo meo muốn xem cái gì? Đây, xem còn 99 thôi meo meo nhá. Meo meo ơi, sale còn 99. Lần này chính thức tay chị sẽ bọc hàng cho meo meo này. 99k thôi meo meo ơi, 99k thôi. Có 99k thôi. Xem còn có 99k thôi, da mềm nhá. Da mềm nhá. Vâng, mạng chán quá chị ạ. Giờ này mạng kém lắm, em biết là thế. Nhưng mà tụi hàng mới về nên là em like thôi ạ. Cái đen à? Cái đen đây. Đen đầu rồng đây. Đen đầu rồng này. Đen đinh này. Đen đầu rồng, đen đinh. Với gu xì nữa. Cái đen ạ chị. Đây, gu xì, có gu xì màu đen đây. Meo meo thích cái nào? Meo meo của chị thích cái nào? Meo meo thích cái nào nào? Rồi ok, cái đen đinh này nhá. Hôm nay sẽ chính tay chị sẽ bọc hàng cho meo meo này. Chính tay chị sẽ bọc hàng cho meo meo nhá. Chính tay chị sẽ bọc hàng cho meo meo cái đinh này nhá. Ơi, Nguyễn Hồng Giang ơi. Chị biết đen đinh đây, đen đinh của em đây. Nguyễn Hồng Giang có trên đây không nhờ? Nguyễn Hồng Giang vừa mới thấy vào like này. Nguyễn Hồng Giang ơi, chị nhìn thấy inbox của em rồi, nhưng chỉ tôi chị đang like nên chị không đọc được nhá. Tắt like chị sẽ dép, chị sẽ đọc inbox của em. Rồi ok meo meo. Chị cũng rất ngại khi làm cho khách phật lòng. Thực sự là như thế, nếu có thể làm hết mọi công việc chị cũng có thể làm. Có đỏ Nguyễn Hồng Giang ơi, hôm nay vừa về đủ màu nha Nguyễn Hồng Giang nha. Hôm nay về phun đủ màu này Hồng Giang, mà lấy thì lên đơn thật là nhanh này. Meo mạng kém lắm, mạng giờ này lắc kinh khủng luôn. Nhưng mà thì tụi hàng mới về nên là like cho mọi người thôi meo meo ạ. Thực sự là chị cũng rất ngại làm cho khách của chị phật lòng. Nhưng mà thì tụi làm một công việc chị không thể làm hết được, buộc chị sẽ phải là mượn thêm người. Nên là có một, nói chung một tí thôi. Tí sai sót một tí thôi. Có bì thư đỏ 99 nha. Túi đinh đen xem còn 99 nha. 99k thôi. Đây bì thư đỏ đây. Nguyễn Hồng Giang ơi, bì thư đỏ mới về này. Nhanh tay không hết này. Bì thư hồng nhé chị, ok. Ôi bì thư hồng đẹp lắm meo meo ạ. Bì thư hồng rất đẹp. Bì thư hồng, bì thư nâu, hai màu này đẹp lắm. Cháy hàng, hai màu này thường cháy đầu tiên. Chị là một người bán hàng nhé. Mình là một người bán hàng. Nhưng mà nói thật lòng luôn đấy, là hai màu đấy là chạy hàng lắm. Cái màu nào chạy thì em nói chạy thôi.
màu nào chạy là em nói chạy nhá. Đây là bì thư đỏ này. Nguyễn Hồng Giang đang muốn xem bì thư đỏ này. Đây về hôm nay Hồng Giang hôm nay về chị vừa về đủ màu nhá. Ok Nguyễn Hồng Giang. Hồng Giang đăng hàng bán đi nhá. Hồng Giang đăng hàng bán đi tại vì đang còn đủ màu này cho Hồng Giang lên đơn này. Ít hôm nữa thôi sẽ không chắc được là sẽ còn những màu nào cả. Nên là lên đơn nhá. Khách sĩ lên đơn thật là nhanh này. Và đăng bài thật là nhanh này. Chốc nữa tắt like sẽ đăng bài, khách sĩ copy bài nhá. Chốc nữa mình tắt like mình sẽ đăng bài bì thư này và khách sĩ vào tường copy bài nhá. Đang còn đủ màu này. Đang còn đủ màu chúng ta tranh thủ chúng ta mua đi ạ. Chúng ta ôm đi không có là sẽ hết. Bì thư này nhanh hết lắm. Bì thư này rất rất nhanh hết hàng. Đây là lên đơn nhanh chóng nha. Đây bì thư về đây màu hồng này màu. Rồi 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 ok Hồng Giang. Nay vừa về đủ màu đấy. Nay mới về đủ màu, hôm trước còn có màu trắng màu đen này. Đây là màu màu hồng đỗ này, màu hồng đỗ ở ngoài đẹp hơn. Vì do cánh điện nên là nó làm nhạt 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 cái màu đi ấy. Nhưng thực chất là ở ngoài nó màu nó rất rất đẹp. Nhưng mà do cái ánh điện ấy nên là nó bị nhạt màu đi. Nó bị nhạt màu đi này. Cái này 250 nhá. Giá niêm yết 250 nhưng em sale bằng giá sỉ 140 này. Ai lấy thì comment cho em bì thư cộng màu số điện thoại này. Giá 250 nhá. Giá em này hàng F1 250. À rồi cái túi đen to này là túi chống du lịch. Chống du lịch size 50. Giá 200 sale trên live 120. Ai lấy thì comment chống du lịch cộng màu số điện thoại. Da mềm lắm mọi người ạ. Chống du lịch size 50 nha, của Chanel nha. Em này là của Chanel. Giá 200 sale trên live 120. Ai lấy thì comment túi du lịch này. Túi du lịch cộng số điện thoại. Có số điện thoại để em mới chốt đơn nha. Mềm lắm mọi người ạ. Đây là túi du lịch cực kỳ mềm luôn. Túi này em đi du lịch em mang đi này. Nó mềm lắm mà nó chắc chắn mọi người ạ. Đây là bì thư này. Bì thư thì mới về nên đang còn đủ màu. Đang còn đủ màu luôn mọi người ạ. Đang còn đủ màu. Ê, em quay like thì đánh điện ngay ở đây. Cẩm Giang ơi, ví cầm tay sale còn 99k. Ví cầm tay Đinh. Đinh cũng 99k. Đầu rồng 99k. Vu xì đầu rồng 99k. Có hai màu, màu đen và màu đỏ. Sale còn 99k nha. Đây là bì thư. Bì thư cũng sale bằng giá sỉ 140k. Giá 250 sale còn bằng giá sỉ 140k. 140k nhé, đầy đủ tăng mát của CNK. Đầy đủ tăng mát của CNK. Đầy đủ tăng mát của CNK dập chìm. Em nói thật là nhìn rất rất nhiều khách lẻ mua hàng của em sau đấy hỏi sỉ mọi người ạ. Thực lòng là rất rất nhiều khách là mua lẻ vì hàng quá đẹp nên là hỏi mua sỉ luôn. Bên em chủ yếu đổ sỉ nha, có một ít em bán lẻ thôi. Đây ạ, đây là tăng mát của CNK dập chìm này. Có tăng mát của CNK dập chìm. Túi cầm tay đinh đen. À bên trong hả? Bên trong đúng không? Đây bên trong đây. Bên trong đây mọi người ơi, có nhiều ngăn quá. Một ngăn này. Hai ngăn này. Một ngăn kéo khóa rồi là ba ngăn này. Ba ngăn. Có dây đeo chéo. Ba ngăn mọi người ạ. Ba ngăn. Ba ngăn nhá. Một ngăn. Hai ngăn. Ba ngăn. Ví này, ví đinh này nhiều ngăn quá. May may là gửi một ảnh à. Đây cực đẹp luôn. Con sang nhà ông bà đi con. Sáng mai dậy đi bộ với bà. Sáng mai học buổi sáng, sáng mai tôi có dám bỏ sáng mai học buổi sáng à? Mấy giờ dậy nào? Mấy giờ dậy để mẹ dậy mẹ cho con ăn sáng này đi học nào? 7:30 con học. 7:30 đi học rồi á? 7:30 đến 10 giờ. Đi học sớm á. Ai lấy gì comment nhanh cho em nào? Chuẩn bị em tắt like rồi. Lấy thì comment nhanh đi để không là em sẽ tắt like, tắt like, tắt like. chín chín thôi Cẩm Giang ơi, sao còn 99.
Bình này đẹp lắm, hàng Quảng Châu mềm cực, 99k có quai đeo chéo. Đây, đầu rồng này đẹp lắm, nói chung là đẹp, da cực mềm luôn. Đựng được bờ lớt nha mọi người nha, đựng được bờ lớt nha, đẹp lắm. Đây, đinh đỏ, đinh đen, đầu rồng đỏ, đầu rồng đen, vu xì đỏ, vu xì đen, đầy đủ hết. Đây, hàng mới về, mọi người hỏi em nhiều cái ví đựng vừa bờ lớt, ví cầm tay quá nên là em quyết định cho về này. Mọi khách của em hỏi mấy người hôm nay mới về được. Hôm nay mới về nhá, mới về. Đẹp quá mọi người ạ, quá đẹp luôn. Ai lấy gì thì mọi người comment đi nào, mọi người comment đi, comment hỏi em đi để em trả lời nào. Không là em tắt like đây, muộn rồi, em nói nhiều mệt quá. Em sắp chuẩn bị tắt like rồi, nên là ai hỏi em cái gì thì hỏi đi nha. Không là em sẽ tắt like đấy ạ. Em nói nhiều, em mệt quá, nói nhiều quá mọi người ạ. Nói quá nhiều luôn. Em tắt like nha. Mọi người cần gì inbox cho em nha. Mọi người cần gì thì inbox cho em nha. Em sẽ tắt like đây.